ngày xưa, trên một hòn đảo kia, nơi tộc người cổ đại sinh sống, cuộc sống của họ rất bình yên và hạnh phúc. Cho đến một ngày, những kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng độc ác, xấu xa, đến xâm chiếm hòn đảo, khiến cho cây lá, cỏ hoa, vạn vật trên hòn đảo trở nên điêu tàn. Nhưng đâu đó, vẫn còn một vị tộc trưởng oai hùng lẫm liệt, tư duy cao siêu, đức độ ngập trời, sẵn sàng đứng lên để bảo vệ bộ lạc của mình. Hỡi cái thần dân của ta, ta nguyện hy sinh tấm thân này để bảo vệ cho các ngươi. Dạ. Ê, mày là tộc trưởng hay tao là tộc trưởng của mày hả? Mày bận đồ như ông nội tao vậy đó. Mày nghĩ thôi, tộc trưởng của tao bận đồ như ăn mày, bận đồ đẹp dữ vậy mày. Dạ đâu có đâu. Ha, phu nhân của ta đâu rồi? Mình ơi, ta ra lệnh cho mình để triệu tập mọi người để cùng nhau bằng cái kháng địch. Mình đã kêu mọi người lại tới đây hết chưa? Thiếp kêu rồi. Bao nhiêu người? Ba người. Cái gì? Ủa, bộ tộc tới 300 anh em mà siêu có 3 người hả? Anh nấp hết trơn rồi. Sao không kêu ra đây? Thì anh nói bây giờ là đánh cũng được đó, với điều kiện là cảnh 50, cảnh 50. Trời ơi. Ta nói cho em nghe nè, nếu như mà chúng ta không đoàn kết thì không thể nào bảo vệ được hòn đảo này, em hiểu không? Thiếp hiểu. Hòn đảo này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, bốn bề là biển. Ta sẽ dụ mọi người lạ mặt lên đây, sau đó nổi lửa lên, đốt hòn đảo này. Lúc đó bọn nó sẽ chạy đi đâu? Đúng vậy, mình đốt cái hòn đảo này, bọn cướp sẽ chạy đi đâu? Chúng sẽ chạy đi đâu? Đúng. Rồi mình chạy đi đâu? Trời vậy nè, cách này không được, cách kia cũng không được. Ta nói thiệt với nàng, ta không còn cách nào để bỏ về hòn đảo này. Thôi bây giờ dân đảo cho họ luôn cho rồi, chứ làm ăn cái gì? Năm xưa trước khi chúa tể chết có để lại một phương thuốc kỳ diệu cho tộc trưởng, nhớ chưa? Nhờ ngươi nhắc ta lại nhớ về cái phương thuốc kỳ diệu đó. Chị mau lấy ra đi chàng. Là phương thuốc kỳ diệu. Vậy là chúng ta được cứu rồi. Hay quá chàng ơi. Đây là những ký tự cổ xưa ông cha ta đã để lại, nhưng ta không biết nó viết và ám chỉ điều gì. Ta suy nghĩ mấy chục năm nay rồi nhưng suy nghĩ không ra. Hay bây giờ không biết làm sao bây giờ. Không biết ai có thể giúp ta giải mã những ký tự bí mật này nè. Có cách thưa tộc trưởng. Ai? Tên tù binh nhóc. Còn chờ gì nữa, kêu tên tụi mình ra đây, nhanh lên! Dạ! Mày có bị điên không mày? Tao kêu mày dắt tên tù binh ra, cổng ba mày ra đây làm cái gì? Tên tù binh đâu? Ủa sao dài dữ vậy? Bữa hồi đợt nó bắt lâu lâu đâu có dài dữ vậy đâu? À đây nè, nhốt mấy mươi năm rồi thì phải già, thì phải có râu chứ. Trời ơi. Ủa, nói vậy là ngươi là tới tù binh năm xưa mà ta đã giam cầm đó à? Phải. Nè, bây giờ có chuyện gấp lắm cần ngươi giúp. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ gia đình của ngươi không? Nhớ. Ngươi giúp ta một chuyện, giải những ký tự cổ xưa này. Nếu giúp ta được, ta sẽ cho ngươi về đoàn tụ với gia đình của ngươi. Này, được không? Đi. Được. Ăn. Ta sẽ giúp cho. Em nhìn vô ông Bụt có mày hay nhìn sợ ghê luôn á. Đi cha luôn đó. Đây nè, đọc, giải thích cho ta, nó ghi cái gì, ám chỉ điều gì? Đây là muối. Ở trong nước biển có muối. Nước biển có muối hả? Trời ơi, nãy giờ không nói. Em đi gánh anh hai thùng muối vô đây lại lên. Dạ. Mà em nhớ ra rồi, bây giờ cái bọn làm mặt cái dây chính cái nơi này, em mà bước ra chúng bắn em quéo giới tính. Trời ơi, giới tính của vợ ta đã lộn xộn lắm rồi, bây giờ quéo nữa không ai nhìn ra vợ ta. Bây giờ có cách nào khác mà bây giờ không cần ra biển mà có muối được không? Trong mồ hôi đó. Ủa, trong mồ hôi của ta có muối hả? Ừ. Ủa, nhưng mà cái gì nó làm sao? Nó mặn mặn. Nhưng mà giờ lấy cái hàng gì đi. Trời ơi, đúng rồi. Bây giờ lấy mồ hôi. Lấy của ổng đi. Lấy của ổng. À, đi. Đúng mày. Người sống lâu không năm được. Như vậy, mồ hôi của người chắc chắn là chất lượng lắm. Bà bắn ra đây. Hết thời gian rồi, nhanh lên. Giải hết rồi đây. À, bay đâu? Nổi lửa lên. Đúng.
Xong chưa? Xong thưa tộc trưởng. Xong chưa? Xong. Đưa cho ta. Rồi, nàng há miệng ra. Ai giống nước dừa ta? Nó có cái gì ngọt ngọt cái tộc trưởng. Cha già, đi ra đây. Gạt tôi phải không? Sao ông nói là muối, là mặn mà thấy tôi uống vô ngọt là sao? Ta nói nhà ngươi đừng có lấy mồ hôi của ta. Tại sao không lấy? Ta bị bệnh tiểu đường. Trời ơi, chết rồi tộc trưởng ơi. Địch tới nơi mà bây giờ ba đứa mình còn bị bệnh tiểu đường nữa làm sao mà không bây giờ. Mày đâu? Bao dây chỗ này lại cho ta. Chết rồi, tới rồi. Núp đi, núp đi. Núp đi. Ê, nhỏ này dự event hay cái gì hả mày ơi? Ai vậy? Bay đâu? Hãy đợi lệnh của ta. Khi nào ta ra lệnh thì bắn. Nó ghê quá. Cái wow. Gì mà ghê vậy? Trời ơi. Chỗ này thật là đẹp. Wow. Khung cảnh thật là hữu tình. Và ta sẽ biến nơi này thành một khu du lịch sinh thái. Nghe cũng được đó chứ. Và đặc biệt là sẽ giam cầm những con động vật xấu xí đằng sau. Ê! Ê mày! Nói động vật mày hả mày? Mày biết gái thiệt muốn nói gì đâu, mày có chơi tao đâu đấy mày. Khu máu nhỏng bên luôn là mày. Quỷ trên mặt của đi mày. Mày xấu dữ thần lắm. Xấu mà xấu âm kỳ đi ngục, xấu lục đục da can, xấu tiêu tăng lịch sử. Xấu không kiêm cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn. Xấu quỷ thần ôn phải xa lánh hả mày? Mày hàm hồ đi, mày tưởng mày hàm hương còn hàm lửa. Hiện giờ trên đây chỉ có thả mặt có ba người thôi. Ngươi muốn chiếm rất là dễ dàng rồi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ có sức mạnh mà lên mặt. Bọn ngươi không xứng đáng để cai trị cái đảo này đâu. Ngươi nghĩ là với sức mạnh của ngươi thì ngươi có thể cai quản cái đảo này được sao? Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn cai quản hòn đảo này thì hãy cùng ta chơi một trò chơi. Được, chơi trò chơi chứ gì? Nếu như ta thắng thì ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Còn nếu như ta thua thì ta sẽ đi. Được. À, ý ngươi nói là chúng ta thách đố với nhau chứ gì? Đúng vậy. Hãy nghe câu đố của ta. Đây là một câu đố cực kỳ phức tạp. Câu đố về tâm sinh lý. Ta hỏi ngươi, ta có mê ngươi không? Mê. Trời ơi, con điên. Chỗ mày sai cái ảo tưởng đó mày ơi. Mày sai rồi, mày xấu với ai yêu? Chàng trả lời đi chàng. Mê. Trời ơi. Ngươi bị cái gì vậy? Suy sụp. Vậy là ngươi đã thua ta 1-0. Trời ơi, con này khó quá là. Bây giờ sẽ tới lượt ta đố ngươi. Hãy nghe rõ câu hỏi đây. Ta cho con Lan một cục kẹo, cho thằng Thành một cục kẹo. Hỏi tụi nó có bao nhiêu cục kẹo? Bốn cục kẹo. Bị cái gì vậy? Suy sụp. Ngươi đã thua ta rồi. Cái người chuyện cái gì kỳ vậy? Thì có bằng hai thôi. Tại nó sang hai được cái hai ngón thì bốn cái mấy. Bây giờ ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ngươi làm sao đấy? Đem tên tụng binh ra đây cho ta. Tên tụng binh ra đây. Ông nội. Hả? Con. Nội. Con đã tìm được nội rồi. Đi về thôi nội. Ê, sao có mối quan hệ huyết thống đâu đây kỳ vậy mày? Ta nói cho ngươi biết, thật ra mục đích hôm nay ta lên hòn đảo này chỉ là muốn giải cứu ông nội ta thôi. Ngày xưa mấy chục năm trước, ông nội ta đi khám bệnh đã đi lạc vào hòn đảo này và đã bị ngươi bắt giữ. Cho nên hôm nay ta tìm mọi cách để đến đây để cứu lấy ông nội của ta. Thật ra với hòn đảo xinh đẹp như thế này thì ta làm sao có thể phá chúng đi và biến thành một khu du lịch được chứ. Bởi vậy ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Ủa? Bây giờ ông nội, mình đi về thôi ông nội. Con đã chuẩn bị cho ông nội một vài chiếc du thuyền ở ngoài rồi. Mình về nha nội. Giờ chàng thấy chưa? Sáng con mắt ra chưa? Hả? Những tình cảnh như vậy còn ai bên cạnh chàng không? Hay là chỉ có thiếp và thằng ngu này? Nhìn kỹ lại đi. Lúc nào cũng ngồi đó trông chờ cái gì đó là muối, muối là phương thuốc kỳ diệu hả? Thiếp nói chàng bao nhiêu lần rồi, chàng đâu có tin. Muối cái dụng ý đơn giản đây cha chàng để lại á. Muối là mồ hôi nước mắt, là lao động, là cuốc cẩm cài bừa trồng trọt chăn nuôi. Phải lao động, lao động mới giữ được những gì mà mình đang có.
Đến bao giờ mới nhận ra hả chàng? Khi những phép màu bề trên đưa xuống cho mình hả? Phép màu ở trong bản thân của chàng đó, chàng biết chưa? Rồi bây giờ mất hết tất cả, thất bại, còn bị bệnh tiểu đường nữa. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Tôi hiểu rồi. Hôm nay hoa hậu của bức tranh này là em Minh Dự, em xấu đẳng cấp. Và hôm nay La Thành duyên dáng thông minh làm cái cột giữ được cho cái sườn rất là tốt. Mọi thứ nó đều rất là chỉnh chu, thiếu chút xíu sự bùng nổ thôi. Vì theo như cái độ của La Thành nha, cái quái của anh ta cộng với lại cái xấu cường độ mà áp suất nó tăng theo cái duyên của cái cô hoa hậu đó trong lòng tôi. Với những cái duyên như thế này thì nếu mà tụi em tập luyện hoàn toàn kể như là như những nhóm khác thì hôm nay là đêm bùng nổ của tụi em. Tôi vẫn yêu các bạn từ các bạn quá duyên. Nguyên tiết mục của nhóm Dí Dỏm là Trinh cười từ đầu tới cuối. Còn bác ơi, bác diễn duyên quá. Con không biết là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 78. 78 tuổi rồi. Wow. Những cái lời nói của bác rất là chân chất, rất là mộc mạc nhưng mà vẫn khiến con cười. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng tôi đang chờ điểm số từ phía giám khảo. Nghệ sĩ Việt Hương 9 điểm rưỡi. Nghệ sĩ Trấn Thành 9 điểm rưỡi. Nói gì? Ở đợi làm gì má? Không có gì hả? Em ơi, chị ơi. Em ơi. Nhiều quá kìa em. Ôi cá nhiều quá chị. Bắt cá đi em. Trời đất ơi, cá rô nè. Cá trào nè. Trời ơi, liềm kim. Nguyên một con cá tra. Trời ơi, có món hải sản mà chị thích. Chị ăn cái gì vậy? Đĩa trâu. Trời đất ơi, đĩa trâu mà phải nhai cho nhai trầu vậy trời. Trời, em vào vị trí đi nào. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả mọi người đang đến với chương trình Kể Chuyện Em Nghe Nghe Nghe. Em tên là Cám, còn chị em tên là Tấm. Hai chị em của em xuất hiện như thế này, mọi người biết tụi em sẽ kể câu chuyện gì rồi đúng không? Đúng hơn. Chính xác, tụi em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện Thằng Bơm. Ngày xưa, ngày xưa, xưa thật là xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Một hôm đang chăn trâu cho phú ông thì cậu mãi mê hái hoa bắt bướm, thế là đã lạc mất một con trâu. Cậu đau buồn và khóc thành ba tiếng oa oa oa. Lúc đó từ trong bụi rậm qua dâm bụt xuất hiện một bà bụt đầu đầy dâm và mọt cưa. Bà mới kêu lên làm ba tiếng. Tại sao con khóc? Hả? 4 tiếng lận. Bà ơi, con khổ quá bà ơi. Con làm mất trâu rồi. Kỳ này về á, ông phú ông đánh con chết, ông sẽ đưa con vô khách sạn mà lấy nội tạng của con. Ôi, bà thương cho con quá. Thiệt là đau thương. Thiệt là đau lòng thương tiếc. Bà ơi, thôi ta đã hiểu và thương cho con. Con đừng buồn và khóc nữa. Dạ. Ta đi đây. Cái gì vậy? Bà chưa giải quyết con mà đi đón hậu gì? Ta quên. Dạ. Thôi để ta làm phép giúp cho con. Dạ. Hồ bi. Móc ra cho nó lẹ. Ủa, cái này là cái gì vậy bà? Đây chính là cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao này xài sao vậy bà? Con chỉ cần dang rộng đôi tay ra và vuốt vào nách 3 cái. Trời đất ơi, pháp thuật gì mà nhức nách vậy bà? Tét nách rồi. Rồi sao nữa hả bà? Sau đó con hãy đọc câu thần chú. Thần chú gì? Thiên lên lên địa lên lên năng sẽ la vương trên quài lên mấy lên na tài lên. Hay! Cái gì mà như một bà già thần kinh vậy hả? Con cũng đọc gì đó thì cứ đọc. Dạ. Chỉ cần quạt một cái là nó được. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Một lần nữa ta nhắc cho con nhớ, đây chính là cái quạt thần. Quạt thần.
1.000 năm con quạt nó cũng không bao giờ bị hư. Ủa gì tào lao vậy, quạt gì mà 1.000 năm quạt không bao giờ hư, quạt làm sao? Đây nè, cái quạt thường á là mày quạt gì nè đúng không? Dạ đó, đúng đó. Rồi. Nó mát có chút xíu à, vài dạ. bữa thì nó hư. Dạ. Đó, còn cây quạt thần của ta, con chỉ cần để nó đứng yên. Rồi sao nữa? Sau đó lắc như một con điên. Đảm bảo không bao giờ hư cây quạt. Dạ, con cảm ơn bà. Thôi con đã hiểu rồi, ta đi đây. Bà Tiên ơi, bà chưa đưa cho con cái quạt. Ôi, thế là sau khi được sự giúp đỡ của bà Tiên, cậu bé dùng cái quạt để tìm lại con trâu. Và những người trong làng, ai bị mất của hay bị khó khăn gì đó đều nhờ Bờm cầm cái quạt này giúp đỡ. Tiếng lành đồn xa, và một ngày nọ đã đến tai Phú Ông. Thằng Bơm có cây quạt mo, không những quạt mát giúp cho mọi người, miệng Bơm thì luôn tươi cười, giúp cho cuộc sống ngàn ngày càng tươi. Phú Ông bắt Bơm đi cài, cài một hồi cái quạt Bơm quạt một cái là nguyên một ngày thảnh thơi. Bây giờ Bơm đi ngủ thôi. Thì ra thằng Bơm có cái quạt thần ở trong tay. Hèn gì mà ta sai nó làm việc lớn, việc nhỏ, việc nặng, việc nhọc, nó đều hoàn thành tốt trong một nốt nhạc. Có biết đâu trên đường đời phiêu bạc, ta vô tình ăn cắp cái quạt nó được chứ không ta? Bà ná ná. Bình tĩnh ông nha, bình tĩnh nha. Con. Dạ. Con nhìn ông quen hay là lạ? Dạ quen. Quen sao ông quẩy đuôi? Ông làm như con chó vậy. Đối với ông mày chỉ là một con chó. Vậy ông nhìn con lạ hay quen? À, hỏi gài tôi nè. Đương nhiên là lạ rồi. Lạ sao không sủa? Trời ơi, con nhỏ ta là chó hả mày? Trời ơi, con mày mất dạy nha, mất dạy nha, ma nha. Rồi bây giờ làm sao? Tất cả mọi chuyện mà tao giao cho mày, mày đã làm sạch hết chưa? Dạ con làm xong hết rồi. Rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, vũ neo cho bà chưa? Dạ con làm hết rồi, mà không những vậy con còn bắt cái con ngựa dằn ra, con nhổ lông đen chỗ trắng, con nhổ lông trắng chỗ đen. Rồi con đem cái bức tường ra con chám chỗ nứt, rồi xong đập nứt nguyên bức tường luôn. Nó giỏi quá, không có cớ gì mà phải chửi nó được. Con yêu. Ông biết con có cái quạt thần trong tay đúng không? Dạ không có. Con cho ông đi. Dạ con không có. Con cho ông đi nha con. Con không có. Con cho ông đi. Con không có. Trời đất ơi con ơi, sao con mạnh tay với ông quá vậy con? Ủa cái quạt con thần kỳ vậy sao ông? Bây giờ con đổi ông nha. Con muốn cái gì là có cái đó. Đổi hả ông? Đổi cái... Thôi nha, ông đừng có nói là ông đổi con với cái ao sâu cá mè, cái bè gỗ lim, con chim đòi mồi nghe. Xưa rồi Diễm. Nhưng mà xưa rồi Diễm. Bây giờ là mấy cái thứ là bình thường rồi. Thời buổi hiện đại mình phải đổi cái gì nó thiết thực, nó cao siêu hơn. Và chương trình đổi quà lấy quạt xin phép được bắt đầu. Và sản phẩm đầu tiên là sản phẩm về dòng sức khỏe. Đây là chiếc dòng kim cô. Chiếc dòng này có thể chữa được tất cả các loại bệnh. Vâng, và tại sao nó có tên là Kim Cô? Bởi vì ngày xưa nó thuộc quyền sở hữu của cô Kim. Đây, đội lên đầu đi con. Đội lên hả? Đội lên đầu, đó. Rồi con cảm giác gì chưa? Cảm giác gì không? Ôi, ông ơi, con không đội đâu. Nhức đầu lắm, ôi, không đội đâu, không có đội. Con không có đội đâu. À, con không thích cái này hả? Không đội. Vậy sản phẩm khác, sản phẩm này là sản phẩm công nghệ tương lai. Đói đâu. Hay quá em gái ơi. Sản phẩm này rất hiện đại, êm ái, mềm mại và khô thoáng.
iPhone 10 Plus. Ủa, cái này xài sao vậy ông? Cái điện thoại này rất xịn, 4 sim, 8 sóng, 72 mạng. Phú ông là người Việt Nam nên xài sim Việt theo. Phú ông có một người bạn bên Lào xài sim Lào theo. Và đặc biệt Phú ông có một người bạn bên Mông Cổ xài sim Mông teo. Tao tán trong mặt mày nha. Cái gì mà Mông teo, mày lanh quá hà. Rồi bây giờ ông sẽ đập hộp iPhone này test máy cho con. Trời, đi kéo con tia vậy trời. Quế sao bà đâm nơi lập tùn thờ lâm thấp rồi con mà nuôi cái lừa tam ná cắp bòi xuống lên nữa là mai khóm ra ba lội tụt 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 tụt. Xong rồi. Ủa bạn ông nói gì vậy? Không bắt máy. Vậy ông nói chuyện với ai? Tao nói không long vậy thôi. Ủa thích điện thoại này không? iPhone 10 Plus. Thôi một lớn là muốn chết rồi, 10 lớn là chai đích luôn á. Vậy con thích cái điện thoại này. Không, con không đổi đâu. Không, không thích cái này, có cái khác. Và sản phẩm tiếp theo thuộc về dòng sản phẩm may mặc. Vâng, cái sản phẩm này với hàng ngàn hạt lưu hương và đặc biệt với cái mùi nước tương tạo nên miếng vải tầm gai. Miếng vải tầm gai này được dệt bằng 500 cộng lông minai với sự khéo tay của 77 bà ngoại, 44 bà dì và 33 bà cô. Trong lúc rảnh rỗi các bà không biết làm gì nên đã sáng tác ra bài hát dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai. Ý à? Dệt tầm gai. Ý à? Đạp nhầm gai. Ây da, bay 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 da, ây da. Con dính khi gai. Trời ơi, ông xin lỗi con, ông hát bài này ông liệu luôn. Bây giờ con thích cái này không con? Thôi, giải tầm gai mặc vô là có thai. Mày im đi thằng quỷ hố này. Mày im đi. Không thích đúng không? Không. Rồi vậy ông đi bán ve chai. Rồi, vô. Bây giờ con thích cái này không? Dạ không, con không qua thích bên đâu đây đi. Rồi bây giờ sẽ có một cái sản phẩm khác chắc chắn con thích. Sản phẩm này mang dòng giải khác. Bạn muốn tăng cân ư? Đã có nước khoáng hiệu con gián. Nước khoáng hiệu con gián, thức uống dinh dưỡng dành cho người gầy. Ủa? Cái này uống làm sao vậy ông? Rất đơn giản. Nhạc. Xong rồi, tắt nhạc đi. Ông làm vậy làm chi vậy? Lắc đều trước khi uống. Uống đi con. Được rồi đó. Uống cái này cực lắm, con không uống đâu, con không có đổi. Đi con đổi đi con, cái này được mà. Con không đổi đâu. Sao mà mày ngu quá vậy, cái gì con đổi đây, cái vật phẩm quý giá nhất của ông bây giờ không đổi, sao mày ngu quá vậy? Bây giờ đổi không? Không, đổi con không? Không đổi. Bây giờ mày đổi không? Con không đổi, đứng đó. Con không đổi. Mày đứng đó cho tao, mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Để đó, mày đứng đó, mày đừng có lên. Mày đừng im đó cho tao, mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Đứng im đó, đứng im đó. Ông nhoi á, ông nhoi á. Tao nhoi hả? Thôi được rồi, tao sẽ quýnh mày chết. Mày đổi cho tao không? Tôi không đổi, tôi không đổi, đổi đâu. Tao không đổi đâu. Yeah. Tao đổi đâu. Ơi. Trời đất ơi. Cái bà này nhìn quen quá, bà Đầm đúng không? Bà Lơi Văn Đầm. Là bà Lâm Văn Đời đúng không? Sao mâm nào bà cũng xuất hiện ở đây vậy? Đi chỗ khác, cái chỗ này không phải chỗ của bà. Bà ơi, bà có sao không bà? Con ơi, bà đói quá con ơi. Bà đói. Ý trời đã định rồi. Bà đói chắc chắn sẽ có gối xôi. Mà gối xôi chắc chắn là có cây quạt. Bà muốn ăn xôi không bà? Không, cho bà tô phở bò hai trứng. Trời đất ơi. Bà nằm ở đây đợi con một chút nha. Ừ. Phú ông. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ đổi cho ông cây quạt này. Ông hãy cho tôi một tô phở bò hai trứng. À, tô phở bò hai trứng. Mày muốn ăn phá lấu thì cũng cho mày luôn. Đây, bà tô phở bò hai trứng. Hãy đưa cái quạt cho ta. Đưa cái quạt cho ta. Ta đã có cái quạt trong tay rồi. Ta phải thử sức mạnh của quạt này. Ta muốn cái mặt này biến sang hình khóc. Hi. Bà ăn đi bà. Hi. Hi. Nghịch chủng lại đây. Mày lừa tao đúng không? Mày nói cái quạt này quạt tao quạt như một con điên mà nó có chuyển màu đâu. Con đâu có biết đâu. Thôi đủ rồi. Hả? Tôi lão phu ông gian ác kia. Ta trân trọng thì biết ta là bà Tiên. Hả? Bây giờ ta trừng trị nhà ngươi Hồ Biên. À, nó thành con gì rồi?
Kể từ hôm đó, phú ông đã bị bà Tiên biến thành một bà điên đi vòng vòng khắp xóm. Còn với những người thật tốt bụng, ví dụ như bà Bụt và Bòm thì sống quấn quýt bên nhau, chúng ta có được sự tích trầu cao. Xí, tao khùng người ta biết cái kết này nha. Nói lại sự tích gì? Ủa lộn hả? Ý lộn, sự tích thằng Bòm. Ở một lâu đài nọ, có một ông quái vật tính tình như dịch vật. Sống với ổng hả? Hết sức là chật vật. Xin giới thiệu, đây là quái vật. Đang lúc ngủ gật, nghe cái tin điện giật, có đứa nó nói tôi là quái vật. Mà đúng thật, vì tôi là quái vật mà. Mau vào trong phục vụ thức ăn cho ta. Hôm nay ngài muốn ăn gì em phục vụ ngài. Ngài sao vậy? Ngài sao vậy? Ngài bị sao vậy? Em hỏi ngài bị sao vậy? Buông ra. Em xin lỗi ngài. Cô buộc thế sao mà tôi nói được? Em xin lỗi, em không cố ý. Ngài muốn ăn gì để em phục vụ ạ? Ta muốn ăn cái món ăn theo sắc màu. Dạ, là sao? Một màu xanh xanh. Hành lá. Chấm thêm vàng vàng. Đập chút hột gà để vô. Một màu xanh chấm thêm vàng. Hột gà ốp la, em biết à. Đó là hủ tiếu Nam Vàng. Thì lãng xẹt vậy trời. Một màu nâu nâu. Nâu nâu là thịt kho tàu đúng không? Một màu tím tím. Cà tím. Một màu nâu tím. Tôi muốn ăn món ăn không có màu. Cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Ông ỉ ông quái vật thôi mà ông ăn gì mà thú tính gì. Nói chuyện với cô đau đầu quá. Tôi có gì mang ra đây đi. Vậy đi. Hôm nay em đã chuẩn bị cho ngài một món ăn hết sức là hoành tráng, vô cùng kỳ công và cực kỳ hiếm hoi. Dạ mì gói. Dạ. Sao mì lại cho vào ly? Dạ chứ thầy nghĩ đi, ở trong lâu đài bao nhiêu năm nay rồi, mấy trăm năm nay rồi, thì chén tô nó cũng đã bể rồi. Nó có cái lu, em tính để vô lu mà em thấy nó lố quá nên em để vô ly. Ai đời ăn mì vào ly? Có thì ngày cứ ăn đi, với ngày đòi hỏi gì nữa. Ai biết được sẽ một ai đó nhìn thấy được ý tưởng của em, xong họ truyền tay rỉ tay nhau vào một cái nhà xưởng nào đó, người ta sẽ sản xuất cái mì để trong ly. Sau này thế giới sẽ có món tên là mì ly. Nói chuyện với cô hại não quá. Mà em xin lỗi, em mời ngài ngồi đây massage cho ngài. Em xin lỗi nha. Ngoài massage, bắt trí đi. À, dạ. Con này béo này. Con này hơi nhiều xương. Đây là ve chó. Em xin lỗi ngài, tại hồi sáng em đèn chó rồi em bắt ve đó. Cái em thấy con chó nó ăn con ve, em tưởng là ngài giống nó nhưng chó. Hại não quá. Bây giờ cô hát cho tôi nghe thì cái não tôi nó phẳng hết rồi, bây giờ hát cho nó nhăn lại đi. Dạ hát được thôi. Giải trí. Dạ sau đây em xin hát. Bé một nhành cây, nhành cây trứng. Thôi. Bé một nhành cây, nhành cây trứng. Thôi. Để em hát. Bé một nhành cây, nhành cây trứng. Tôi bảo thôi mà. Trời ơi, trứng cá. Trời làm ơi hát cho hết câu đi, tới trứng. Ông gặp trứng cái ông ngắt, ông gặp trứng cái ông ngắt. Trứng nào mà chịu nổi với ông. Người gì mà đã xấu lại còn hát dở đó. Ê xin lỗi với ông nha. Ở cái thời đại này tôi là tiêu chuẩn của cái đẹp ha. Ừ thì cho là cô đẹp đi, nhưng mà cô hát dở quá. Sao mà nghe được? Hát sao? Hát là phải hát như tôi này. What can I do? I get in town.
lao ra tay với bắt cu lia phơ. Nghỉ. Cái này nè, cái nhạc này quen lắm nè. Tối em mới nằm mơ. Mơ em, sao? Em mơ em thấy ở một cái xứ sở xa xôi á, có một cái người nổi tiếng nhờ cái thể loại nhạc này nè. Cái nhạc mà gọi là lạc nhịp mà chật nốt mà thiêu đốt cả một cái nền nhạc lý đó. Dạ. Cái em nằm mơ khi em tỉnh dậy, cái em té xuống giường hai dòng lệ chào tuôn. Em tiên đoán là cái người nổi tiếng đó sau này tên là... tiên đoán là Lệ Rơi. Sao lại là Lệ Rơi? Em té xuống giường là rơi đúng không? Đúng rồi. Nước mắt là gì? Là lệ đúng không? Đúng rồi. Rồi Lệ Rơi. Cô tôi nói chuyện với cô tôi đau đầu quá. Thôi bây giờ nha, cô để tôi nghỉ ngơi. Cô mà còn nhiều lời tôi đánh cho tả tơi. Ê, thưa ngài, ngày đừng có nói chơi, thử nhào vô coi ai thả tôi đứt liền. Dạ cái gì mà dám? Trời ơi, tôi nhận ông nãy giờ nghe quá giật. Ông là quá giật mà ông xấu như con gấu. Trời ơi, ông xấu như con gấu mà ông dễ cấu như là con heo. Ông keo như con chó, ông khó như con khỉ. Ông thô bỉ như con chim, ông đứt tim như con cú. Nói chung là ông như cái sở thú. Này nhá, cô đừng có coi trời bằng vung, quay thúng bằng nia, quay thìa bằng môi nhá. Cô đừng có mà ăn nói mà ngang ngược theo kiểu mà xe chạy đằng trước nha, ngựa kéo đằng sau nhá. Đòn gánh thì bổ câu mà rau bầu thì con khỉ. Bây giờ tôi quậy nè, bây giờ ông sao ông nói ai ngang ngược? Ông nói ai ngang ngược? Ông nói đi, bây giờ ai ngang ngược hả? Ai ngang ngược? Cô làm cái gì đấy? Tôi vẽ, tôi dọn, tôi bây giờ tôi quậy. Trời ơi, bông hồng của ta. Trời, nghĩ sao bông này bông hồng? Chưa. Bông hồng người ta có nhiều cánh lắm cha. Trời ơi, giờ có ba cánh thôi rồi nè. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Tự nhiên đang cãi lộn cái nằm dài xuống ăn dạ vậy trời. Thức dậy. Làm gì vậy? Đâu, bông hồng gãy cánh thôi. Như vậy là lời nguyện của ta đã thành hiện thực. Cánh hoa cuối cùng cũng đã rụng. Vàng hoàng tử điển trai sẽ mãi mãi là quái vật. Đó. Rồi sao? Ủa vậy là chàng mãi mãi trở thành quái vật hả? Cô để cho bà nói. Chị ơi, chị nói tiếp đi. Hắn sẽ mãi mãi trở thành quái vật, trừ khi có một nụ hôn từ một tình yêu đích thực. Ờ vậy đi, vậy nói sớm đi, trời nói chi dài dòng vậy trời. Cái con quỷ lùng mà xấu kia không không cho ta nói hết câu. Tôi khẳng định với bà là tôi đẹp. Ở thời điểm này đẹp người ta đồn là tôi đẹp. Ai biết được sau này tôi là cái mối làm sao? Ta đi đây. Đi đâu? Đi ôi. Biết. Chàng ơi, làm sao để thiếp cứu chàng bây giờ? Ta nhớ là Mưu Phụ Thủy bảo phải có một nụ hôn chân chính. Ta sẽ hôn chàng. Ta tỉnh rồi sao? Dạ. Sao ta vẫn quái vật thế này? À khoan này, chờ xíu. Bây giờ mà âm thanh ánh sáng mà chớp chớp mà lên đèn lên âm thanh cái là chàng lột đồ ra nha. Okay. Rồi, 2, 3. Chàng đã trở thành hoàng tử rồi ư? Bây giờ ta đã là hoàng tử rồi. Em yêu chàng. Ta cũng yêu nàng. Em yêu chàng. Ta cũng yêu nàng. Em yêu chàng nhiều hơn. Ta yêu nàng nhiều hơn. Em yêu chàng nhiều hơn. Ta yêu nàng nhiều 1000 lần nhiều hơn. Em yêu chàng nhiều hơn. Ta yêu nàng nhiều hơn. Nhiều hơn, ta yêu nàng nhiều hơn. Nàng ơi. Dạ. Ta yêu nàng. Em thiếp cũng yêu chàng. Ta sẽ tiên đoán câu chuyện của ta và nàng sẽ được nhiều người truyền thế. Lưu lại có một người đẹp sống cùng một ông quái vật. Họ có một tình yêu chân thật sau một nụ hôn ngây ngất. Câu chuyện hết thật. Tiền đà một tràng pháo tay tất tần tật ạ. Em ơi, chị ơi. Em ơi. Cá nhiều quá kìa em. Ôi cá nhiều quá chị. Bắt cá đi em. Trời đất ơi, cá rô nè. Cá trào nè. Trời ơi, liềm kim.
À, nguyên một con cá tra. Trời ơi, có món hải sản mà chị thích. Chị ăn cái gì vậy? Đĩa trâu. Trời đất ơi, đĩa trâu mà phải nhai như nhai trầu vậy trời. Trời, em vào vị trí đi nào. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả mọi người đang đến với chương trình Kể Chuyện Em Nghe Nghe Nghe. Em tên là Cám, còn chị em tên là Tấm. Hai chị em của em xuất hiện như thế này, mọi người biết tụi em sẽ kể câu chuyện gì rồi đúng không? Đúng hơn. Chính xác, tụi em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện thằng Bơm. Ngày xưa, xưa thật là xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Một hôm đang chăn trâu cho phú ông thì cậu mải mê hái hoa bắt bướm, thế là đã lạc mất một con trâu. Cậu đau buồn và khóc thành ba tiếng oa oa oa. Lúc đó từ trong bụi rậm qua dâm bụt xuất hiện một bà bụt đầu đầy dâm và mọt cưa. Bà mới kêu lên làm ba tiếng: tại sao con khóc? Hả? Bốn tiếng lận. Bà ơi, con khổ quá bà ơi, con làm mất trâu rồi. Kỳ này về á, ông phú ông đánh con chết, ông sẽ đưa con vô khách sạn mà lấy nội tạng của con. Ôi, bà thương cho con quá, thiệt là đau thương, thiệt là đau lòng thương tiếc. Bà ơi, thôi ta đã hiểu và thương cho con, con đừng buồn và khóc nữa. Dạ. Ta đi đây. Cái gì vậy? Bà chưa giải quyết con mà đi đón hậu vậy? Ta quên. Dạ. Thôi để ta làm phép giúp cho con. Dạ. Hồ bi. Móc ra cho nó lẹ. Ủa, cái này là cái gì vậy bà? Đây chính là cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao này xài sao vậy bà? Con chỉ cần dang rộng đôi tay ra và vuốt vào nách ba cái. Trời đất ơi, pháp thuật gì mà nhức nách vậy bà? Tét nách rồi. Rồi sao nữa hả bà? Sau đó con hãy đọc câu thần chú. Thần chú gì? Thiên lên lên địa lên lên năng sẽ la phương trên quài lên mấy lên a tài lên. Thôi đi! Cái gì mà như một bà già thần kinh vậy hả? Con cũng đọc gì đó thì cứ đọc. Dạ. Chỉ cần quạt một cái là nó được. À, con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Một lần nữa ta nhắc cho con nhớ, đây chính là cái quạt thần. Quạt thần. 1000 năm con quạt nó cũng không bao giờ bị hư. Ủa gì tào lao vậy? Quạt gì mà 1000 năm quạt không bao giờ hư? Quạt sao? Đây nè, cái quạt thường á là mày quạt gì nè đúng không? Dạ, đó, đúng đó. Rồi. Nó mát có chút xíu và dài. Dạ. Bữa thì nó hư. Dạ. Đó, còn cái quạt thần của ta, con chỉ cần để nó đứng yên. Rồi sao nữa? Sau đó lắc như một con điên. Đảm bảo không bao giờ hư cây quạt. Dạ, con cảm ơn bà. Thôi con đã hiểu rồi, ta đi đây. Bà Tiên ơi, bà chưa đưa cho con cái quạt. Ôi, thế là sau khi được sự giúp đỡ của bà Tiên, cậu bé dùng cái quạt để tìm lại con trâu. Và những người trong làng, ai bị mất của hay bị khó khăn gì đó đều nhờ Bơm cầm cái quạt này giúp đỡ. Tiếng lành đồn xa, và một ngày nọ đã đến tai phú ông. Thằng Bơm có cái quạt mo, không những quạt mát giúp cho mọi người, miệng Bơm thì luôn tươi cười, giúp cho cuộc sống ngàn ngày càng tươi. Phú ông bắt Bơm đi cài, cài một hồi cái quạt Bơm quạt một cái là nguyên một ngày thảnh thơi. Bây giờ Bơm đi ngủ thôi. Thì ra thằng Bơm có cái quạt thần ở trong tay. Hèn gì mà ta sai nó làm việc lớn, việc nhỏ, việc nặng, việc nhọc, nó đều hoàn thành tốt trong một nốt nhạc. Có biết đâu trên đường đời phiêu bạc, ta vô tình ăn cắp cái quạt nó được không ta? Bà ná ná. Bình tĩnh ông nha, bình tĩnh nha. Con. Dạ. Con nhìn ông quen hay là lạ? Dạ quen.
quen xong quẩy đuôi. Ông làm như con chó vậy? Đối với ông mày chỉ là một con chó. Vậy ông nhìn con lạ hay quen? À, hỏi gài tôi nè. Đương nhiên là lạ rồi. Lạ sao không sủa? Tao nhớ con nữa, tao là chó hả mày? Trời đất ơi, mày mất vợ nha, mất vợ nha, ma nha nha. Rồi bây giờ làm sao? Tất cả mọi chuyện mà tao giao cho mày, mày đã làm sạch hết chưa? Dạ con làm xong hết rồi. Rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, vũ neo cho bà chưa? Dạ con làm hết rồi, mà không những vậy con còn bắt cái con ngựa dằn ra, con nhổ lông đen chỗ trắng, con nhổ lông trắng chỗ đen. Rồi con đem cái bức tường ra, con chám chỗ nứt rồi xong đập nứt nguyên bức tường luôn. Nó giỏi quá, nó giỏi quá, không có cớ gì mà phải chửi nó được. Con yêu, ông biết con có cái quạt thần trong tay đúng không? Dạ không có. Con cho ông đi. Dạ con không có. Con cho ông đi nha con. Con không có. Con cho ông đi. Con không có. Trời đất con. Trời đất con ơi, sao con mạnh tay với ông quá vậy con? Ủa cái quạt con thần kỳ vậy sao ông? Vậy bây giờ cũng đổi ông nha. Con muốn cái gì là có cái đó. Đổi hả ông? Đổi cái... Thôi nha, ông đừng có nói là ông đổi con với cái ao sâu cá mè, cái bè gỗ lim, con chim đòi mồi nha. Xưa rồi Diễm. Gì mà xưa rồi Diễm? Bây giờ là mấy cái thứ là bình thường rồi. Thời buổi hiện đại mình phải đổi cái gì nó thiết thực, nó cao siêu hơn. Và chương trình đổi quà lấy quạt xin phép được bắt đầu. Và sản phẩm đầu tiên là sản phẩm về dòng sức khỏe. Đây là chiếc vòng kim cô. Chiếc vòng này có thể chữa được tất cả các loại bệnh. Vâng, và tại sao nó có tên là kim cô? Bởi vì ngày xưa nó thuộc quyền sở hữu của cô Kim. Đây, đội lên đầu đi con. Đội lên hả? Đội lên đầu, đó. Rồi con cảm giác gì chưa? Cảm giác gì không? Thôi, ông ơi, con không đổi đâu. Nhức đầu lắm, ôi không đổi đâu, không có đổi. Con không có đổi đâu. À con không thích cái này hả? Không đổi. Vậy sản phẩm khác. Sản phẩm này là sản phẩm công nghệ tương lai. Đổi đâu. Hay quá em gái ơi. Vâng, sản phẩm này rất hiện đại, êm ái, mềm mại và khô thoáng. iPhone 10 Plus. Ủa, cái này xài sao vậy ông? Cái điện thoại này rất xịn, 4 sim, 8 sóng, 72 mạng. Phú ông là người Việt Nam nên xài sim Viettel. Phú ông có một người bạn bên Lào xài sim Lào Theo. Và đặc biệt của ông có người bạn bên Mông Cổ xài sim Mông Teo. Tao tán trong mặt mày nha. Cái gì mà Mông Teo mày lanh quá hà. Rồi bây giờ ông sẽ đập hộp iPhone này test máy cho con. Trời đi kéo con tia vậy trời. Quế sao bà đâm nơi lập tùn thờ lâm thấp. Rồi con đâm nuôi cái lừa tàm ná cắp. Bòi xuống lên nữa là mai khóm ra ba lội tụt 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 tụt. Xong rồi. Ủa bạn ông nói gì vậy? Không bắt máy. Vậy ông nói chuyện với ai? Tao nói không lông vậy thôi. Ủa? Thích điện thoại này không? iPhone 10 Plus. Thôi một lớn là muốn chết rồi, 10 lớn là chai đích luôn á. Vậy con không thích cái điện thoại không, nè. Con không đổi đâu. Không, không thích cái này, có cái khác. Và sản phẩm tiếp theo thuộc về dòng sản phẩm may mặc. Vâng, cái sản phẩm này với hàng ngàn hạt lưu hương và đặc biệt với cái mùi nước tương tạo nên miếng vải tầm gai. Miếng vải tầm gai này được dệt bằng 500 cộng lông minai với sự khéo tay của 77 bà ngoại, 44 bà dì và 33 bà cô. Trong lúc rảnh rỗi các bà không biết làm gì nên đã sáng tác ra bài hát Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai. Dệt tầm gai. Đạp nhầm gai. Ây da, bay da, ây da. Con dính đi gai, ây da. Trời ơi, ông xin lỗi con, hát bài này ông liệu luôn. Bây giờ con thích cái này không con? Thôi, giải tầm gai mặc vô là có thai. Mày im đi thằng quỷ hố nai. Mày im đi. Không thích đúng không? Không. Rồi, vậy ông đi bán ve chai. Rồi, dục. Bây giờ con thích cái này không? Dạ không, con không qua thích đâu đi. Rồi, bây giờ sẽ có một cái sản phẩm khác chắc chắn con thích. Sản phẩm này mang dòng giải khát.
bạn muốn tăng cân ư? Đã có nước khoáng hiệu con gián. Nước khoáng hiệu con gián, thức uống dinh dưỡng dành cho người gầy. Cái này uống làm sao vậy ông? Rất đơn giản. Nhạc. Xong rồi, tắt nhạc đi. Ông làm vậy làm chi vậy? Lắc đều trước khi uống. Uống đi con. Được rồi đó. Uống cái này cực lắm, con không uống đâu, con không có đổi. Đi con đổi đi con, cái này được mà. Con không đổi đâu. Sao mà mày ngu quá vậy, cái gì con không đổi đây, cái vật phẩm quý giá nhất của ông bây giờ không đổi, sao mày ngu quá vậy? Bây giờ đổi không? Không, đổi con không? Không đổi. Bây giờ mày đổi không? Con không đổi, đứng đó. Con không đổi. Mày đứng đó cho tao, mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Để đó, mày đứng đó, mày đừng có lên, mày đừng có im đó cho tao. Mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Đứng im đó, đứng im đó. Ông nhoi á, ông nhoi á. Tao nhoi hả? Thôi được rồi, tao sẽ quýnh mày chết. Mày đổi cho tao không? Con không đổi, đổi không? Con đổi đâu? Con đổi đâu? Con đổi đâu? Anh ta ơi! Trời đất ơi! Cái bà này nhìn quen quá, bà đầm đúng không? Bà Lơi Văn Đầm là bà Lâm Văn Đời đúng không? Sao mâm nào bà cũng xuất hiện ở đây vậy? Đi chỗ khác, cái chỗ này không phải chỗ của bà. Bà ơi, bà có sao không bà? Con ơi, bà đói quá con ơi. Bà đói, ý trời đã định rồi. Bà đói chắc chắn sẽ có gối xôi, mà gối xôi chắc chắn là có cái quạt. Bà muốn ăn xôi không bà? Không, cho bà tô phở bò hai trứng. Trời đất ơi. Bà nằm ở đây đợi con một chút nha. Ừ. Phú ông. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ đổi cho ông cái quạt này. Ông hãy cho tôi một tô phở bò hai trứng. À, tô phở bò hai trứng, mày muốn ăn phá lấu tôi cũng cho mày luôn. Đây, bà tô phở bò hai trứng. Hãy đưa cái quạt cho ta. Đưa cái quạt cho ta. Ta đã có cái quạt trong tay rồi. Ta phải thử sức mạnh của quạt này. Ta muốn cái mặt này biến sang hình khóc. Hi. Bà ăn đi bà. Hi. Hi. Nghịch chủng lại đây. Mày lừa tao đúng không? Mày nói cái quạt này, quạt tao quạt như một con điên mà nó có chuyển màu đâu. Con đâu có biết đâu. Thôi đủ rồi. Hả? Tôi lão phu ông gian ác kia. Ta trân trọng cái thì biết ta là bà Tiên. Hả? Bây giờ ta trừng trị nhà ngươi hồ biên. À, nó thành con gì rồi? Kể từ hôm đó, Phú ông nó bị bà Tiên biến thành một bà điên đi vòng vòng khắp xóm. Còn với những người thật tốt bụng, ví dụ như bà Bột và Bòm, thì sống quấn quýt bên nhau, chúng ta có được sự tích trầu cao. Xí, tao khùng người ta biết cái kết này nha. Nói lại sự tích gì? Ủa lộn hả? Ý lộn, sự tích thằng Bòm. Kìa công tử bên kia, chàng từ đâu tới cho xin miếng hài. Ta đây vốn dĩ chẳng hài, nàng đừng cố chấp kẹo bài không vui. Ơ kìa công tử nói vui, cười lên mấy đứa cho vui cái nè. Thôi, trăm năm trong cõi người ta, hỗ trợ làm quá thành ra ố về. Nghe thiên hạ đồn rằng cấm kỳ thi quả, cô nương không có đối thủ đúng không? Hôm nay ta tới đây là để cho cô nương nếm mùi thất bại. Không biết lượng sức, để ta coi chàng cho ta nếm được mùi gì. Vòng 1 bắt đầu.
nào? Cầm nghệ. Có đời gia phả nhà ta mở tiệm cầm đồ. Wow. Cầm nhà, cầm cửa, cầm xe. Cầm xong đem bán người ta chuột về. Cầm như vậy mà cũng đòi đấu cầm với ta à? Ta thắc chắc. Người cầm cái gì mà ghê quá vậy? Cầm đầu hai ả tốt nha. Kiều quanh giám khảo, Kim quanh thi nè. Hay cái gì mà hay? Ngươi thi mà ngươi lôi người lớn vào đây thì làm sao ta làm lợi? Vòng hai bắt đầu. Kỳ nghệ. Nói như quánh cờ hả? Làm sao cô nương quánh lại ta? Ta chấp cô nương đi trước. Chàng chấp thì ta xin đi. Trời mời. Chịu tướng. Chịu tướng. Chịu tướng đâu? Nè. Cái này là con cướp của ta. Ừ. À, con sĩ của ta. Chiếu con cướp của ta. Ừ. Sao mà được? Được. Cái này là con sĩ của ta. Ừ. Không có chiếu con tướng của ta được. Được. Cái này là con sĩ của ta. Thì con sĩ là con sĩ của chàng, nhưng mà là gián điệp của thiếp cài vô. Gián điệp của thiếp. Sao chàng biết? Đúng rồi. Làm sao ta biết được? Thì đó, bởi vậy mới thua. Yeah! Cái luật đâu ra kỳ quá vậy? Chàng nói chàng chắc ta. Ờ, đúng rồi. Được thôi. Gián này coi như ta thua đi. Gián sau ta không chắc nữa. Không chắc kệ chàng, ta thắng ta đi trước lên pháo. Hả? À, nè pháo. Quăng pháo. Lụm pháo. Đổ pháo. Trời. Chéo tướng. Thua luôn. May quá, ta vẫn còn sống. Các người ý đông hết ít hả? Cái luật ở đây kỳ, rất là kỳ. Đặc biệt là các ngươi rất là kỳ. Nếu mà so về kỳ thì làm sao mà chàng kỳ bằng ta được. Đúng rồi, chỉ thôi ta kỳ lắm. Kệ đi, nhường bả đi, đừng cãi bả. Mất công lắm. Vòng ba bắt đầu. Bây giờ tới phần làm thơ. Nàng mau đáp trả. Chơi dơ nghĩ à? Mời. Cá vàng bơi trong bể nước. Ta mà xuống nước là gặp cá vàng. Hảo thơ. Cá vàng không bơi trong nước. Bắt bỏ xuống nước, cá vàng phải bơi. Hay. Cá không ăn muối cá luôn. Thịt không tủ lạnh, ba ngày thịt hư. Thịt hư thì mặc thịt hư. Ta ăn món khác. Chàng chờ gì vậy? Làm gì có con sao mà chờ. Vỗ tay đi mấy em. Vậy là ngươi thua. Ngươi thua nha. Ủa thua thua có gì đâu. Bây giờ đấu cầm kỳ thi quạ. Ta thắng vòng này nữa là ta thắng 3/4 rồi. Chàng đâu còn cơ hội để mà chàng thi. Vòng 4 bắt đầu. Thôi người ta ăn cơm. Hả? Tiếp theo thôi chàng thi. Được cái bà quạ kêu quạ. Người ta băng cướp khét tiếng. Một vùng người dân trốn chạy. Chạy hả? Người chạy đường nào? Tao thì mà bắt được. Tao là phường thổ phỉ cướp của dân lành. Tụi bay có bao nhiêu tiền hãy đem hết ra. Tụi bay hãy mau nghe lời còn không chết ngay. Tụi bay là băng cướp gì mà la dữ vậy? Tụi ta là băng cướp vừa ăn cướp vừa lo làm bán người ta ăn cướp. Tiền đâu? Tiền đây cướp đó. Yeah. Ê, gì vậy? Chưa cướp mà. À hả? Quên nữa. Cướp. Yeah. Tay chân miệng lại. Thằng nào nó nói mà tự nhiên mình phải nghe lời nó vậy? Là ta! Đại ca! Tiểu điên! Chàng là cướp! À không! Không, ta không phải là cướp! Đại ca là cướp! Đúng, ta là cướp! Chàng là cướp! Nhưng mà đã hoàn lương! Hả? Các đệ à, hoàn lương đi! Không! Anh em! Vàng trắng! Cẩn thận! Cười nè! Dạ, dạ.
ta biết băng cướp của chàng không có cái ăn rồi đó. Cướp gì đâu mà ra chỉ biết la làng không à. Coi con dao nè, cắt giải không đứt nó thì đi cướp ai? Đã ăn cướp mà còn nghèo nữa. Đúng, ta biết thân phận ta nghèo, không xứng cô nương đâu. Xin cáo từ. Đứng lại, chàng thật là quá coi thường thiếp. Chàng nghèo không quan trọng, quan trọng là chàng phải giàu. Nhưng mà chàng yên tâm, thiếp sẽ không mặc kệ chàng đâu. Bởi vì nhà thiếp rất giàu. Vậy là nàng không chê ta hả? Không, vẫn chê. Nhưng mà khi mà chàng lấy thiếp rồi á, chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng giàu nhất vùng này. Tiểu thơ có chồng. Tại sao lại vợ? Đại ca, tôi đại quyết được. Hoàng rất là tốt. Về với chị đi, làm cho chị cuối tháng lãnh lương. Hai năm năm hạnh phúc. Báo cáo chỉ huy, tôi Phạm Duy Hải, mật danh Hải Quất, số hiệu CV22. Tình hình ở đây khá căng thẳng, nhưng tôi đã kiểm soát được. Nghe bố ơi, con đang đi quay, mua cho bố bộ mic live stream à? Ui giời, con đi quay được có 200 bạc, live stream 1-2 người xem mà cũng đòi mua mic. Thế nhá, tí về con mua cho. Quay của người ta đang rất hào hùng, đang rất căng thẳng. Lòi khúc nào ra đây, gì mua live stream ở đây? Hả? Bố em gọi ạ. Trời ơi! Ủa đâu có quay đâu, đạo diễn. Mấy anh em vũ đoàn cứ ngồi nghỉ ngơi tại chỗ nha. Sao đi quay để cho bố gọi? Dạ anh ơi, em xin lỗi anh cho em cơ hội khác nha. Trợ lý, đuổi việc này. Ôi anh ơi! À! À! Em xin lỗi anh. Anh cho em cơ hội khác nha anh. Cậu đóng vai gì? Dạ em đóng vai mật vụ ạ. Cái bộ đàn đúng anh có cầm sao? Dạ em cầm cái này ạ. Chớt tiệc, thật là chớt tiệc, chớt tiệc. Cái bộ đàn này người ta cầm như này, mặt đăm chiêu lên này. Alo. Đó hiểu không? Dạ. Cầm này là cầm alo, cầm smartphone. Dạ, em xin lỗi nhưng em biết cầm cái khác ạ. Cầm cái khác là cầm cái gì? Dạ em biết cầm súng ạ. Cầm tôi coi thử đi. Dạ. Chớt tiệc. Này nhìn nha. Dạ. Súng này. Mặt đăm chiêu lên. Cô cái này. Đừng đừng. Anh ơi, anh cầm như vậy là sai rồi. Không phải cầm như vậy đâu, cầm như em mới đúng. Cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Dạ, anh là đạo diễn ạ. Nhưng bố em dạy em thế ạ. Bố cậu là ai? Dạ. Cái gì đây? Bố em là công an ạ. Em sai hả anh? Không 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 không. Đúng dạ. Bố cậu là nhất. Trợ lý, đuổi việc này đi. Ôi anh ơi. Bố em lại gọi. Về xóa ngay cái nhạc chuồn này đi nghe chưa? Em nhớ rồi. Từ lần sau tao không muốn thằng này xuất hiện ở cái đoàn này nữa nghe chưa? Trời ơi. Cướp, bố tao cướp. Ôi. Này. Mày đi mất mày để ông túi quần à? Cướp mà toàn ngã thế à? Cướp, có ai không cứu tôi? Rõ ràng bị cắt vai rồi mà vẫn có xe tăng ủn này như thế nào nhở? Em ủi. Mai đẹp đi đi. Anh có sao? Anh không sao hết ạ. Em đi từ đâu tới mà ủn một phát làm anh vỡ bố lửa con tim. Thì em đang ung dung trên trời. Đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Cái tự nhiên có đứa ăn cướp. Em đạp mây xanh chỉ có Tôn Ngộ Không, chứ thiên bồng nguyên soái nào mà đạp mây xanh. Mệt ghê luôn á. Anh trêu thôi. Em nói nè, thì em đang đi dạo, tự nhiên có đứa ăn cướp đi ngang, nó cướp mất cái điện thoại của em. Em dí theo nó, chị nó mở báo sợ nó tốn tiền phá báo. Thương em quá à. Thế giờ anh giúp gì được em? Anh có thể cho em một điện thoại gọi cho người nhà được không? Được chứ. Mày đẹp tin đi. Hello, mẹ hả?
rồi con không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ dọn dẹp lại 8 chữ: đừng lo đêm nay con đi chơi xa. Có chồng rồi. Anh vẫn yêu. Dạ anh à, cảm ơn anh nha. Mày đẹp Tony. Sao điện thoại em lưu số á? Mà nãy giờ nói chuyện giao lưu em không có biết anh là ai. Anh có thể cho em biết anh là ai được không giờ? Anh là Hải Phòng on the mic. Xin chào cười xuyên Việt 2022. Yeah, yeah. Nhà anh nghèo chỉ có lúa gạo, chứ buôn bán ngày cũng gần triệu bao. Gạo nhà anh xuất khẩu sang Lào, cơm ăn ba bữa cứ để anh bao. Tình yêu anh nó nở như gạo, mãi bên em dù nó khổ như nào. Bạn trai cũ em đổ như nào, tình mình vẫn thắm và nở như nào. Anh biết là ba mẹ em khó đó, tương lai cả đời lên gia đình lo lo. Từng nhà em trèo vào tuy khó đó, anh vẫn leo vào dù nhà em có chó. Bài thơ làm dội mà làm thơ dở nên thôi làm dở. Chết rồi, anh ngứa. Sao vậy, tại sao vậy? Kiến cắn anh. Sao kiến vô lỗ tai? Tại em rót mật vào tai anh á. Họ đẹp kiến. Anh là anh thích 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 ca mồ đó nha. Thích tỉ nhất rồi. Tình yêu của tôi là như vậy đó. Ok bà chẳng ngốc. Vô tình câu chuyện tình yêu của tôi lại được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ trên mạng xã hội, và phong cho tôi với cái danh là nhà sáng tạo nội dung. Nhưng không, tôi không chỉ muốn dừng lại ở đó. Tôi muốn trở thành một diễn viên. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ, được đứng trên thánh đường nghệ thuật. Tôi Hải Phúc. Đó chỉ là ước mơ của tôi thôi. Nhưng ngày hôm nay tôi đến đây để cháy hết với đam mê của mình. Tôi cũng muốn có một cái cúp cho riêng mình. Tôi Hải Quốc Thái Vinh. Sao tắt nhạc rồi? À. Chở đồ tôi đi diễn. Ê, cái đồ này của em. À, chị. Ôi, xin mà làm quá hà. Em thấy mày làm quá không? Ôi, xin mày đặt cầm mi làm ca sĩ hả mày nè? Cầm cây lau nhà cho tao. Trời ơi. Lau tao sạch cái nhà của tao qua chưa? Nghĩ sao vậy bà? Cái gì? Hai cái ống quần của bà thôi đủ lau hết cái nhà rồi. Mày im đi. Cái quần này là của mày đó. À, lầy vậy luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, ước mơ làm ca sĩ của em đến đây là hết sao? Thiệt á, Tết nhất tới nơi rồi mà còn phải làm việc nhà, làm hoài. Lau có cái nhà, lau một chục lần. Mà trời, đây là gia đình giàu có. Đó, không, thấy ông chủ không? Đó, đeo vàng đầy người. Mà tối ngày toàn ăn cái gì? Ăn khô với mắm. Đó, cái tướng như con mắm. Còn bà chủ nhìn bà vậy đó, cái tướng như Thúy Nga vậy đó, bà thi hoa hậu. Trời ơi sao vậy?
có một tấc mố mà không hiểu sao mà được giải á hậu. Chắc thằng MC đọc lộn á, rồi nó sợ quá nó trốn luôn rồi. Ông chủ bà chủ ơi, 12 giờ trưa rồi, cơm heo, cơm đã nấu xong, ra ăn đi. Gì vậy bà nội? Bà làm bố xin mà bà giống như bà nội cô ăn vậy đó. Bỏ ngoài bông áo, 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 áo về hả? Rồi nghe cái giọng bà không à? Nín đi. Tôi nghe cái giọng bà không đó. Tôi nó mướn ô sinh này, nó mướn đàn ông cho ra đàn ông, đàn bà cho ra đàn bà, lưng lửng lưng lửng à. Thôi bà nói vậy chơi, đúng vậy anh Linh giận luôn rồi. Thôi lại được rồi, nghe tôi hỏi ông nè. Cái cuộc đời tôi á, tôi đi thi hoa hậu á, có ai mà cao qua mặt tôi đâu, thấy không? Không bước nghe một cái con nữa. Rồi nó bước vô cái tôi đứng ngay tới nách nó. Đủ điên không? Đi ra. Biết vậy đứng vô chị cho nhục. Thì ai biết đâu. Nãy giờ bị chứ ngày gọi Linh làm cho khớp rồi. Ông chủ hay vô. Ông chủ vô làm gì con? Ông chủ làm gì? Ông chủ cạo gió cho con. Chủ cạo cho con hả? Dạ. Đấy. Sao cuộc đời ông? Ông lấy tôi không bao giờ ông cạo tôi mà ông đè con kia ông cạo vậy ông nội? Con người ba lùng quá đâu có gió nào trúng. Gió nó bay ở trên không bay dưới này sao trúng được? Nó cao nó mới trúng gió. Trời ơi trời. Ông làm gì con nữa con kể cho bà chủ thì, nghe cái coi. Thì cạo gió là phải cởi áo mới cạo được bà chủ à. Tôi biết mà. Gia đình mình sản xuất gián ép. Tôi cởi áo nó ra đặng tôi nghiên cứu coi cái tấm gián ép nó có mấy lớp. Vậy thôi. Tôi không có không? Cái gì để coi hết. Nói thiệt cái bà vậy đó. Trời giá không trị của con phải vậy. Tôi nhìn nó là tôi biết rồi. Trước sau như một. Đúng. Ở trước là tao nói nó đụng không à. Nó sao nó tươi bằng em được anh? Rồi bỏ đi. Sao tôi ghét con nhỏ này quá à? Vậy thôi. Mỗi lần tôi đứng gần nó là tôi không có ưa à. Cái gì mà cái chân tôi mới tới cái ống quyển của nó là sao trời ông nội? Vậy nếu bà chủ không ưa con vậy thôi bà chủ cho con về với gia đình đi bà chủ. Con về với gia đình dạ, hả? Bà chủ thanh toán hết tất cả lương của năm nay để cho con về quê con ăn Tết nữa bà chủ. Thanh toán lương á? Dạ. Lương của nó năm nay là tổng cộng mấy tháng mình chưa trả gì không? Dạ mới 11 tháng à bà chủ. Hả à, cái gì vậy? Vô đi mà 11 tháng không trả gì không? Kêu ông tài xế vô đây coi. Tài xế à? Giấy tờ tài xế giữ hết á. Chú bà chủ mới kêu con hả? À, bà chủ mới kêu con à. Anh nói một câu công bằng cho em đi anh. Trời bà chủ, sao nay bà chủ lao nhà vậy? Ở đâu? Lao. Bà chủ lao sao lao? À em. Anh nhìn kỹ em. Em ở đợi Oxin. Dạ bà chủ đây. Ủa đỡ hả? Dạ. Sao bắt đồ bà chủ vậy? Xin lỗi bà chủ, trả lại. Trời ơi. Đây nè. Dạ. Nó biết tôi bị liệu, nó chơi tôi. Nó nói tôi làm bà gì cầm tôi làm. Bà làm mới hay á. Không biết dạ ông chủ kêu con. Tao hỏi mày nè. Dạ. Cái người này là mày giới thiệu vô. Dạ dạ. Bây giờ đó là bà này bà không có thích nữa. Bà muốn nó về quê. Bây giờ thanh toán tiền lương lại. Coi thử giấy tờ coi phát bao nhiêu tháng lương rồi. Nó nói thiếu nợ nó 11 tháng đó. Là sao? Nhà này sao cu tèo? Mày bị gì vậy? Cu tèo. Ờ. Trời anh nghĩ sao vậy trời? Hả? Em con gái mà. Đừng có nói mày cài người yêu mày vô đây nha Đạt. Không hả? Có ông chủ. Cái thằng này là người yêu mày hả? Cái gì? Con mày đã chạy tao bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ mày đi yêu nó hả? Trời chết rồi. Ngồi xuống đi. Chết rồi khủng bố ông chủ ơi. Đây qua đây. Dạ, em hả? Qua đây. Oxin đúng không? Oxin đúng không? Dạ đúng rồi. Đang bị đàn áp đúng không? Dạ. Tất cả đã có đây hết rồi. Tao lao digital đã ghi lại hết rồi. Đúng. Trời hay quá vậy anh. Những ngày tháng em bị đàn áp. Anh xin đại diện cho thư ký của tổ trưởng tổ dân phòng. Anh đã ghi lại hình ảnh rồi. Đây. Hãy nhìn đây. Ai vậy? Con rối nước vô đây làm chi vậy ông nội? Đây chính là người ở đợ trước khi cô đến. Đã bị thành ra như thế này đây. Nói chuyện đi. Nói chuyện tại sao bị như thế này. Ông nói nha. Ông là rất là tàn nhẫn. Ăn khô cá đó không bao giờ mà cho tôi ăn hết. Cho tôi ăn cơm không à. Còn ba. Cái gì nữa? Còn ba đó nha. Ba tàn nhẫn lắm.
ha, tới ngày tháng lãnh lương không phát cho tôi. Thầy khỏi nói, mày nói chuyện mệt quá. Cái gia đình này á là tôi đã theo dõi từ lâu rồi, đàn áp những người làm công. Đây, một cô gái xinh đẹp như thế này bị hành. Bỏ đi, không phải gu của mày đâu. Qua đây. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh nói là gia đình tôi đàn áp cái cô gái này. Đúng. Bây giờ anh tới anh coi thử là cô gái hay cô trai. Rồi lúc đó anh nói chuyện với tôi nha. Em là con gái. Kiểm tra, anh phải kiểm tra. Anh không có được vu khống người ta như vậy nha. Tào la, anh kiểm tra. Mắng mới kiểm tra. Bây giờ tôi bắt anh kiểm tra. Bây giờ tôi bắt anh kiểm tra. Khoan, ông chủ ơi, con gái ông chủ về. Khoan, con gái bà chủ về, con gái về. Đây, tao. Em vô đây, em vô đây. Không có con gái nào về hết trơn. Con gái về. Ông chủ, đây, tôi báo cho ông biết, ông mà không kiểm tra nó ra gái hay trai, cả hai ba đứa này quýnh tao quýnh chết hết. Ông chủ. Ông nữ làm nhục con sâu ông chủ. Ông may bây giờ ông đổ như vậy, ông vu oan giá họa cho nhà này. Bây giờ ông muốn gì? Bây giờ không cần biết đây là trai gái. Hiểu không? Đúng rồi anh. Giới tính là ông trời quyết định, nhưng cuộc sống là mình quyết định. Hiểu không? Rồi sao? Vậy bây giờ tôi chỉ cần ông đưa ra bằng chứng. Bằng chứng ở đâu? Tất cả. Đúng rồi, bằng chứng ở đâu mà hai vợ chồng tôi hành hạ ô xin. Tất cả đã chụp, đã ghi lại hết rồi. Dạ. Tôi nói cho gia đình biết. Sao? Trong câu chuyện này có nhiều quẩn khúc. Đây bây giờ bắt đầu tính từng khúc một. Bây giờ cái quẩn khúc nào? Tính từng khúc một. Bây giờ ông tính đi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Tôi đã ghi lại toàn bộ hình ảnh gia đình đàn áp. Rửa hình ra đây, đây. Không cần rửa, Bluetooth qua đây hết rồi. Trời ơi. Thấy không? Đó, thấy không? Đó. Hình nào? Đó. Cái gì của em? Hình nó có sao? Khúc nha. Mà không thấy khúc nào ha, mà thấy ông có một khúc rồi nè. Bây giờ tôi cảm thấy gia đình nói chuyện không có thiện chí. Bây giờ thiện chí là cái gì? Ông vô đây có thiện chí không? Ông vô đây ông muốn xỉa xói tôi ông thiện chí? Bỏ vũ khí xuống đi. Tôi không có vũ khí gì hết trơn á. Bỏ cái kem xuống đây. Mà sao ông này ông bị cái gì nãy giờ ông đờ ông không nói nên lời, ông cứ ngờ ngờ. Cái vấn đề ở đây á là về phân tích đây nè. Đó, về phân tích cái những cái mảng màu ở trên người nó đây. Là mình đã thấy nó không bình thường rồi. Ai nói không bình thường? À, tự nhiên ở ngoài mày vô đây mày đem nguyên cái mảng màu coi, không có ai mà mặc vớ mà kéo tới đây như mày. Lúc trước tôi rất là tỉnh táo. Dạ. Từ hồi làm mưu sinh trong cái nhà này, hành hạ tôi mới trở thành như vậy. Bây giờ, tôi hỏi ông anh nè. Bây giờ cầm đi con. Bây giờ tôi hỏi ông anh nè, ông anh có tin không nha. À. Đánh mà đến độ này. Bây giờ tôi đánh thử coi có ra không à. Đó, đúng rồi. À, bây giờ em tán thành. Ấy quên không phải. Ôi, đừng làm đây, đây đừng tôi thử đây. Coi nó có tỉnh không. Cái người ông mỏng manh như con khô hố vậy, ông đánh sao tôi được cái bọc mỡ này. Giả đó thôi. Giả thôi hả? Bà giả để tôi giả phụ không? Bà giả làm sao mà cái nút ruồi nó rớt ra luôn. Trời ơi. Tính ác mà ác thế tới giờ không có bỏ. Bây giờ ông giả làm sao cho cái mặt nó bớt giống con chó mặt sệ đi. Tôi thấy cái gì mặt sệ quá. Bà nói anh chó mặt sệ. Anh thấy chưa, miệt thị ô xin. Ăn hiếp ô xin kìa. Bây giờ anh giải quyết sao? Đây giờ nghe tôi nói nè. Cái vấn đề ở đây không phải nằm chỗ ô xin. Mà cái vấn đề ở đây nằm một chỗ khác. Và chỗ đó là chỗ nào? Chỗ nào chị? Tôi không cần biết. Bây giờ anh chị đi. Cái chỗ là con gái ông là năm nay mới 18 tuổi thôi. 12 tuổi. Thôi đừng có xạo, hôm qua mới ăn sinh nhật lần thứ 8 nè. Cái gì vậy? 12 tuổi. Bây giờ năm nào cũng nói 12 tuổi trơn á. Mày đâm bao rồi. Sao hôm qua ăn sinh nhật lần thứ 8? Nè, nói chung là không có mặt đứa nào 8 tuổi mà già như con này không? Già lâu mà già. Mặt con gì không già. Con đẻ à? Dám quýnh con chủ. Con đẻ à? Con đẻ à? Con đẻ à? Vô mày hành hôn vô mày hành hung con gái này nhìn tao. Ê đây đây, hãy nghe đây, hãy nghe đây. Cái sự hành hung nằm ở thằng áo ca vô này. À, dữ gì nữa. Tao bắt gặp hai đứa bay hẹn trong nhà. Đây, mày diễn lại coi, mày diễn lại. Mày đóng vai con nhỏ này đi. Dạ, em đóng vai nhỏ này cho. Ai đóng vai? Ai đóng vai thằng này đi. Không thể biết rành nữa. Ông chủ nè, ông chủ đóng vai này đi. Ông chủ đi. Ông chủ. Bắt đầu tôi rành nữa nè. Mày bước ra sau giường mày thấy nhỏ này. Mày phải chụp tay nó liền. Hãy về đội của anh. Thôi không được, ba má em không cho. Ba má không cho, kệ ba má. Thôi vượt, mà vượt qua lễ giáo của quần áo theo trai. Thôi chị anh đi. Đó, đó, đó. Chuyện là như vậy. Con nói cho ba vô nghe. Lý. Đúng rồi, vô lý. Vô lý, nếu vô trốn lý. Đi thì bây giờ sao còn trần trần cái này chứ. Con gái 12 tuổi mà làm gì có chuyện đó. Đúng rồi. Bây giờ thấy. Con phải chứng minh cho ổng biết là con không phải là cái loại người như vậy. Gia đình mình là gia đình gia giáo. Gia giáo mà đi mua giải hoa hậu. Ôi trời ơi, cái dựng chuyện dễ sợ liền vậy đó. Đúng không? Tôi nói đúng
bạn. Bây giờ ông muốn là đề nghị gia đình vô bạn, vô bạn. Mình vô ghép rồi. Bây giờ ông muốn gì? Tào lao, đúng rồi, nãy giờ tôi muốn đem lại sự công bằng. Đúng. Tại sao một con người đẹp trai phong độ mà bây giờ ra nông nỗi này? Đúng. Thấy không? Mặt không còn tỉnh táo. Thấy không? Tại sao như vậy? Đau không? Không đau. Đó, thấy chưa? Không đau. Đó, ông thử qua, ông thử qua đau không? Đâu có đau. Đau không? Phải, cái mặt nhiều mỡ quá, nó mất cái cảm xúc con ơi. Nên đau không? Đau. Hồi sáng này cô đọc tờ báo có đăng là tìm người lạc. Cái nét mặt giống hai người này. 192 Hàm Tử vừa đi lạc đang truy lùng hai người này, không chịu à? Báo nào? Báo công an. Báo công an nào đăng 192 Hàm Tử mày điên hả? Gọi điện thoại cho bệnh viện tới hốt liền. Gọi liền. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè. Hai anh nó bị bệnh. Hai anh nên vô trong bệnh viện. Chuyện gia đình tôi để tôi giải quyết. Không, tôi là tôi hàng xóm, tôi góp ý thôi. Tôi không có bệnh gì hết. Tết sắp tới rồi, phải để cho con nhỏ nó về nhà, lo cho cha cho mẹ, rồi lo cho chồng con nó nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi đẻ, anh đẻ bằng nách. Anh nào vậy? Anh nào? Anh đẻ bằng nách hả? Chứ gì hưởng thôi. Sao mày nói tao là nó đang bị này kia qua cứu? Mày nói mày bị gì vậy là do gia đình này? Đúng rồi. Đúng rồi gì? Có cùng có đâu mày, tào lao rồi mày ơi. Này, đó cho mày, tao đi về đi. Ê! Ủa sao lật nghèo rồi? Cái gì? Ê! Mày! Đi luôn đi! Bây giờ tới phiên tôi nè. Sao? Giờ sao? Cái gì? Anh ơi! Ai nó bay vô đây quậy tao đúng không? Quậy cái gì? Mình hốt tiền không được không, mình đi thôi anh ơi. Hả? Bây giờ vậy nè, đem nói về tính con người nè. Qua đây. Dạ. Bên kia, không phải mày. Dạ. Đây, tính con người, những người như vậy là đáng thương nè. Về với gia đình đi. Hả? Về với gia đình đi. Gia đình nào? Về với gia đình đi. Mày hấp, mày ở lại là mày mệt nữa, mày về đi. Yeah. Về đi. Về đi. Hãy quay về đó, đã ra đi. Hả? Ê, chưa có giải quyết xong cái vụ tôi hành hạ đó mà. Tôi sẽ người giải quyết. Còn cô. Còn cô. Cầm đi. Sao anh? Về với gia đình đi. Em về được, em chưa lấy tiền lương mà. Về với gia đình đi. Về sao được mà vậy? Về với gia đình đi. Em chưa lấy tiền lương mà. Về đi. Em chưa lấy tiền lương mà. Thấy chưa? Về với gia đình đi. Còn gia đình mình, về với gia đình đi. Tôi về với gia đình đây. Mày. Bỏ đi. Em chưa lấy tiền lương mà. Chưa giải quyết chưa có xong được cái vụ mà về gia đình rồi đây. Đi vô đây. Nhất định không cho về. Không cho về. Bây giờ sao? Em chưa lấy tiền lương mà anh. Hai người cấu kết vô đây quậy gia đình tôi đúng không? Tôi nói một câu chân tình. Không có chân tình gì đó. Ngồi im đó. Ta cậy. Về bây giờ đang tới đi. Cứu đạo em. Cứu đạo. Rồi đi về đi. Thôi qua đây. Đi về. Đi về. Trời ơi, cái gì vậy, sân khấu đây đó hả? Đi vô đi. Anh mua sáng. Mua xăm xăm cho ca sĩ hoài. 1 triệu đô, 1 khán giả, 1 máy quay. Đạo diễn đâu? Đạo diễn đâu, kêu đạo diễn vô đi. Đạo diễn đâu? Có live show gì kỳ vậy? Đạo diễn đâu? Cái gì đây? Sao em? Âm thanh ánh sáng vậy đó hả? Mời 1 triệu đô về vậy đó hả? Em thông cảm, tại vì anh đầu tư nhiều quá. Tôi cần âm thanh phải là tiêu chuẩn quốc tế. Em bình tĩnh nghe giải thích nè. Cái phần dàn dựng của anh là coi như nó quá công phu. Có cặp có đôi rồi, nhưng mà tại vì cái người em làm hư hết cái bài múa của anh. Người rồi em... sao dư vũ công này vậy? Đây là vệ sĩ của em. Là trong cái bài là dựng là có vệ sĩ đứng cái bên vậy luôn hả? Còn ông nội này đứng làm gì vậy? Ca sĩ ta hát ông nội đứng làm sợ chó cắn hay vậy chứ gì? Cái vậy? Còn cái nhiệm vụ của tôi là dàn dựng một cái chương trình, em phải thông cảm cho tôi chứ. Chương trình không lớn không gì cảm vậy, được phải... Mời một nghệ sĩ quốc tế về đây mà cái sân khấu sơ sài như vậy làm sao? Trời, tôi đã dàn dựng một cái bài quá không hay. Biết tôi... đền hợp đồng nó làm hư hết cả chương trình tôi, hư hết rồi làm gì cái bài múa. Tay vô cặp vô đôi đẹp quá, cái cặp của Sega. Cái gì vậy ông nội? Bây giờ em muốn sao? Bây giờ em ơi, nói chuyện với quản lý. Giờ anh muốn sao? Anh tôi phải quản lý. Cái gì kỳ vậy? Tôi là vệ sĩ. Tôi muốn nói chuyện với em sao? Không có nói gì hết. Bây giờ sao vệ sĩ? Nói chuyện quản lý, tôi vệ sĩ. Em ơi, cho anh gặp quản lý em ơi. Nói chuyện với quản lý. Ai bầu xô? Chương trình này là tôi cũng nhận tiền của bầu xô. Nói chuyện quản lý, tôi vệ sĩ.
Bây giờ muốn nói chuyện cô ấy sao? Mày nói đi. Tiêu chuẩn của tôi đặt ra là khách sạn. Khách sạn? Phải là từ 8 sao trở lên. Ok. Dạ. Thì tới đây tắm thì... Tắm là phải nước suối đàng hoàng. Tôi từ bên Hàn Quốc về. Nước suối là phải ở đâu? Biết không? Dạ, nước suối là ở trên Hang núi. Sơn Đòn. Rau sạch là trồng bên núi Phan Xipang. Ở đây. Vậy quá đơn giản mà. Em thông cảm, tại ở đây là... Dạ, thưa anh. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là bầu show của chương trình này anh à. Đây, bầu show. Dạ, bầu show. Nói chuyện. Dạ, cái chuyện mà em mời chị ca sĩ Giang Hồng Ngọc về là do gia đình em bỏ cái số tiền này ra, mời chị về. Nói chuyện quản lý, tôi vệ sĩ. Ủa, vệ sĩ, tránh ra đi. Mệt quá, nãy giờ không nói sớm. Tôi yêu cầu khách sạn 8 sao trở lên đâu. Đơn giản mà, quá đơn giản. 1000 bông hồng xanh Cuban thay mỗi ngày đâu. Sân khấu lộng lẫy đâu. Mời ca sĩ triệu đô một máy quay một đạo diễn. Em ơi, em nghe giải thích nè. Khách sạn 8 sao cũng có với em rồi đó. Em ở 4 cái khách sạn, mỗi khách sạn 2 sao rồi gộp lại cũng 8 sao rồi. Bò sữa dắt cho tôi mỗi ngày tôi uống đâu. Hả? Tôi yêu cầu ông bà chủ dắt cho tôi. Đâu? Ui, ông Dắt sữa rồi. Ủa, dắt luôn hả? Sữa đâu dắt ông? Đừng lo nha. Đem ra cho uống liền. Trời ơi, cô có là sữa rồi. Cô là cô Mai Phước lắm mới được ông bầu mà đi dắt sữa cho cô uống thiệt. Mà ổng là có cái tật hay quên, ổng biết ông dắt cái sữa con gì đây nè. Im lặng. Chị muốn sao chị? Nói chuyện với quản lý. Trời sao khó quá vậy? Mà trời, tôi khổ tâm với cái cô ca sĩ này quá à. Con tôi nó ái mộ cổ, tôi thương con tôi đưa cổ về đây. Cô hành hạ vợ chồng tôi quá trời quá đất à. Sao anh? Uống sữa gì? Của tôi nguyên chất. Cho nói chuyện chút thôi. Nói chuyện không? Nói chuyện thôi mà. Nói chuyện gì? Ông nói đi. Tiếp cận rồi đó, nói chuyện đi. Tôi qua đây là chủ yếu cho bà nói đó. Nói đi, bên bệnh tiếp cận. Xin tới chị. Có sữa rồi. Uống đi, tôi mới dắt luôn á. Khoan đã. Wow. Sữa. Uống hết nè, uống sữa rồi có sức để hát. Uống sữa mà cũng đẹp nữa, đúng rồi, uống hết luôn. Hay quá. Uống hết nha. Được không? Lấy ly nữa đi. Lấy ly đầy nữa, lấy một xô luôn nha. Ba, chỉ làm gì cũng đẹp hết đó ba. Đẹp không con? Chiều ý con đó, ba mới đem về đó. Bây giờ con lại gần để con chụp hình đi. Anh, tụi em bỏ tiền ra mà. Em mời cái cách xê cổ khủng quá rồi. Bây giờ cho con tôi chụp hình miếng chứ. Lấy điện thoại ra. Khó quá. Lấy điện thoại ra. Mấy cha quản lý mà lấy với chì dễ râu lắm nha. Đừng râu như có thì thôi, đừng có dẻ. Mày đặt cái lấy chì quẹt tôi không ưa rồi. Nè coi nè cái thứ gì à. Tôi là vệ sĩ. Đứng đây sao chụp? Thôi phải sao? Sao? Chứ cô chủ muốn sao? Chú giúp đi, chú cho con tôi nó chụp hình với ca sĩ đi chú. Đứng xa xa ra. Trời khó quá. Rồi, chụp đi. Con lại gần đi. Cha da đẹp quá. Chụp hình đi con, chụp hình đi. Nè, tránh cho mẹ đứng giữa, cái tóc mẹ màu xanh mẹ bật lên mà đẹp hơn. Mẹ chứ con muốn gần. Thôi cho bà đi ra đi, bà vô hư hình rồi. Bà đi ra đây. Vui vẻ lên chị hả? Đây là fan của chị nè, chị người nuôi chị á. Bị dính dính cái gì có sao không cô chủ? Chị thơ quá ba, chị thơ người ca sĩ. Giờ em chụp rồi đó. Chụp chưa? Ca sĩ của tôi là thơm lắm chị, chứ không phải như mấy ca sĩ trẻ trẻ bây giờ mấy đứa hỏi mi rồi đó nó hôi rình nè. Thôi mà cái gì cũng đẹp hết. Chị ông bà mời tôi triệu đô về đây là để cho con gái hát chung đó hả? Gia đình tôi giờ khá quá mà đâu có biết làm gì cho hết tiền. Vậy sao không làm đúng yêu cầu tôi đặt ra? Bây giờ cô thích cái gì tôi làm liền. Từ đừng tạm lực. Khách sạn 8 sao trở lên. Nước suối. Nước suối luôn hả? Có luôn. Không. Có luôn. Nước suối là tắm. Tắm là phải tạt. Đây nghe, có nước suối đây. Nước suối hồi nãy cô yêu cầu nước suối gì? Tôi không cần nước suối này. Đâu có. Hang Sơn Đòn. Đó đúng rồi. Đây là nước suối hang Cua Đồng. Hang Cua Đồng. Ổn. Hang Sơn Đòn. Tao nghe rõ ràng, nước suối hang Cua Đồng. Hang Cua Đồng là em. Đây rửa chân hai gì? Tắm hai gì? Ông đừng có lình đứng gần tôi. Rồi đây chị. Đâu.
Monster. Họ làm cái gì? Dạ. Họ làm đúng những cái điều kiện mà mình đưa ra hay không? Không. Hôm nay là cho ca sĩ của tôi ở đâu? Tôi không có nói chuyện với cậu, tôi giao hết tiền qua cho cậu này. Dạ dạ. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Mày qua nói chuyện với quản lý. Anh ơi, em đã giao tiền hết cho anh rồi mới mời đây được về đúng không anh? Mới nói cái gì? Em giao tiền hết cho anh quản lý hết rồi. Nói cái gì nói lại lần nữa coi. Em giao tiền cho anh hết rồi. Tao vậy mà kêu bằng anh hả mày? Trời ơi. Tôi nghi rồi. Nãy vô thấy mặc cái áo bảy sắc cầu vồng là tôi nghi rồi. Trời ơi, dạ hân hạnh, em đặt nói chuyện với anh quản lý bóng muộn. Cái gì? Lớn tuổi mới bóng đó. Tôi kỳ chưa bóng nghe chưa? Dạ. Sao tôi mệt quá, bà đi qua bên này đi. Không ấy, đừng. Trời ơi, cái ngày vui của con nó muốn coi ca sĩ mà như ý như là mấy cái bà bá tước mà đeo tang vậy đúng không? Con này nó sợ ông chích. Cái gì? Không chứ bằng anh được. Kêu chế. Sao đấy? Chế. Giờ đây tôi đã giao hết cho tiền cho ấy rồi đó, ấy nào ấy nói cho đưa vui coi. Bây giờ tôi không biết, tôi giao tiền cho cậu, bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm cái phần này cho tôi. Gia đình tôi chưa coi hát, bây giờ phải hát. Chị ấy sao đưa hết tiền cho chị rồi mà bây giờ kêu người ta về hát đi chứ chị. Em hát cho gia đình này nghe đi rồi lãnh tiền mình đi về. Không, tôi hát rồi. Bây giờ muốn hát nữa đúng không? Hát nữa. Tôi hát. À, quên, tôi phải ca sĩ. Bỏ đi. Mày hát ai nghe? Chị hát khúc nào? Chị hát khúc nào? Ngay từ đầu tôi nói là sân khấu dàn dựng rất là sơ sài là tôi đã chị, hát rồi. Cái đó là buổi tập vợt chị. Em chưa có được. Còn khán giả của chị có một người này thôi à. Nè, bây giờ hát chay luôn, khỏi nhạc luôn. 2 3 vô. Giờ em phải bước một mình nút đăng ký. Tôi trả tiền đàng hoàng nghe chú. Bây giờ hát hay là không? Sao em? Ok, hát. Hát đi. Ngồi coi đi con. Một ngồi mình đi mày thôi. Thôi với bà đứng rồi. Mình đi xuống dưới mình ngồi coi hả mình? Không. Vậy nếu em hát là y chang như chị nha. Ok. Em làm. Nếu đây là giây phút cuối, em mất đã chỉ là một cơn mơ qua rất nhanh. Tỉnh giấc anh sẽ về đây với người như những ngày. Tình còn nồng nàn nơi đây. Hát lại đi. Nhưng con nông là người lấy. Hát lại nguyên đoạn đi. Hát lại nguyên đoạn đi. Hát lại nguyên một đoạn từ nãy giờ chị hát. Hát lại nguyên một đoạn từ nãy giờ chị hát. Chị dễ sợ nè. Sao rồi? Nãy giờ sao rồi con? Mẹ lo cho con quá, mẹ thương mẹ, con quá. Rồi bây giờ mấy cái cô ca sĩ này có phục vụ con chưa? Cô hát đúng một câu à. Nhưng mà con thấy hay, nhưng mà chú này kỳ quá, đưa tiền cho chú bắt con hát phục vụ đây cho chú. Dẹp qua đi. Hát đi. Hát đi con. Dẹp qua đi. Bầu, chuyện gì vậy? Tôi điều tra rồi. Cái đám này là đám lường gạt không? Cái gì? Cái gì vậy? Con này không phải ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Con này là con Giang ở Hồng Ngự. Trời ơi. Ai thôi. Trời ơi là trời. Không phải con Giang Hồng Ngọc. Nè. Nói là phải coi sách mắt có chứng nha. Ôi bây giờ tôi có chuyện, tôi phải đi về, có gì nói chuyện quản lý tôi đi. Đứng lại. Vô đây. Tất cả bình tĩnh, có tôi đây rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Alo. Bầu xô ở Úc Châu ha. Mỹ Châu, Âu Châu. Phi Châu. Cái gì? Châu Đốc. Châu Đốc rồi hả? Mày đừng có đầu đâu. Vậy hả? Tất cả, rồi, hiểu rồi. Rồi. Chuyện gì anh? Nè em, tất cả xô cấp mọi nơi quỷ hết rồi, đi về lẹ lên. Đó thấy chưa, đó là Giang Hồng Ngữ. Ủa kêu chị nó lại đi. Đi. Kêu cái gì con, có phải Giang Hồng Ngọc đâu con, cũng Giang Hồng Ngữ. Trời ơi, làm nay mẹ đầu tư mặc đồ thiệt là đẹp lộng lẫy như cái tất cả cũng tại bà. Dạ. Cưng chiều con quá đáng. Chiều nó là phải biết cái khả năng của nó được như thế nào. Có một mụn con mà ông cũng nói. Con có mấy mụn cũng vậy. Không được cưng chiều nó như vậy. Mày đó, em gì tao nói cho mày biết. Dạ. Không được suối bậy bạ nữa nghe chưa. Dạ, rồi em biết. Từ rồi. Từ nay sẽ đi không có cưng chiều nó kiểu đó nữa. Rồi em biết rồi. Mà bây giờ xíu nữa bị gạt rồi. Mà bây giờ mới đưa kế hoạch là sắp làm live show cho cô chủ rồi, có làm không chủ? Dẹp đi. Làm chứ. Không làm có khả năng làm cái gì. Chiến duy nhất mà.
ơi. Con nói má đi ngang ngang ba đi má. Con là lơ xe dạ xin được chào cho trân trọng trước. Dạ cho tay thân á. Đây là chiếc xe thân ái cho nên là mình gặp nhau là mình phải thân ái. Dạ con chào trước. Dạ. Con nè thấy ông đẹp trai đó tính lợi dụng đi. Dạ chào bác. Bác chắc má chú này hả? Tôi mần bả đẻ là con này. Vợ chồng tôi già cả rồi. Dạ. Hiếm muộn con cái lắm. Nhưng mà cố gắng lắm thì cũng ra được phá lầy. Đấy. Cái đắng mà xanh quả ngọt đấy. Trời ơi. Còn bác anh này là gì của anh này anh mừng em chuẩn bị ra một cục nữa. À là chồng của đây hả? Dạ, chào anh. Sao mày dạ, không dạ. Mời lên xe dạ, mà. Ê, bảy chồng ấy mày. Không được hả? Mày đứng lại tao hỏi thắc mắc tí. Mày xe thân ái thì mày vào đi mày toàn hôn đàn ông đàn bà mày cứ bỏ rơi là sao? Bà cầm nó coi tôi coi coi. Thấy mày hay á, mày thân ái tao đoàn kết với mày luôn rồi. Không có nhiều khi con khóa vậy, nhiều khi con khóa vậy, con khóa vậy nữa đi chú. Dạ, nữa đi. Mày bỏ đi mày, bỏ đi. Thôi bây giờ vậy nè. Mày bỏ đi. Tao ơi rớt hết đồ ra rồi. Cái đó là thân ái đó con. Dạ thân ái. Dạ. Mình qua cái màn giao lưu rồi. Bây giờ mình tới cái phần vé xe. Bốn người 800.000, 200.000 một vé. Rồi. Không có mua rồi. Đâu? À có vé, có vé. Bậy rồi, cái này là bậy rồi. Vé đâu trắng tin, đâu có chữ nào đâu mà vé gì vé giả đó. Bây giờ mày có cho tao lên xe không? Vé tao mua đủ rồi. Bây giờ là chỉ còn một chiếc xe cuối cùng này thôi. Thì bây giờ vé con bán vậy đó. Mấy bác không muốn đi thì thôi. Nói thẳng với mày biết luôn nè. Chỉ còn bốn người cuối cùng này thôi. Mày có chở, mày không chở, mày nghỉ đi mày. Nói đi về thôi. Cái khu này là hết người rồi. Dạ rồi, dạ. Nhắm sao? Dạ khách là cha là mẹ mà gì cũng được. Dạ xin mời lên xe. Vậy đi. Mình cứ lên xe đi tính tiếp cả nhà. Dạ, ok. Dạ, xin mời, ngồi. Rồi, ngồi. Trước ông mình. Dạ, ngồi đi anh. Chỗ đó người ta là ngồi, người ta lái nữa mà. À, còn một chỗ. Dạ. Dạ, tại vì chứ trên đi anh đâu phải máy bay đâu, mình để cho trên. Dạ. Tôi ngồi đâu? Dạ anh ngồi đi anh, ghế của anh đó. Qua wow, tôi ngồi đây hả? Thôi dạ. Mày ngồi gần vợ mày luôn đi. Ờ thôi ngồi đây. Ngồi sai với lại từ xưa em ngồi. Em lại đó. Gia đình em hạnh phúc lắm chị. Cực quá ha. Gia đình tôi là vậy đó, đoàn kết lắm. Bây giờ ba vé dương vé thôi tiền là được không? Cái gì bốn vé mà. Mắc cười quá, đây tôi tính đầu người chứ đâu, tôi đâu có tính cái ghế đâu. Tính đầu người. Vậy giờ cái ghế này xuống. À vậy thôi. Ngồi đây. Ơi. Xe. Tài xế ơi. Giống vũ đạo cồng chiêng mà tôi thấy giống cái vũ đạo con ghẹ xào á. Ông nói vậy sai. Tôi giống vũ đạo bà điên. Thôi bây giờ về nè. Ê cho xe chạy đi con, nóng quá. Dạ. Giờ đó không chịu mua vé mình giờ sao? Không mua vé hả? Không mua vé mình luôn. Kỳ vậy? Nó nói nó mua vé đâu rồi, giờ nó không chịu mua vé mình, giờ anh tính sao? Được rồi, cứ chở đi nha. Chở đi đâu? Mấy con muốn đi đâu? Cà Mau. Rồi chở vô Cà Chớn luôn ha. Vô. Rồi, anh khách tôi đây. Ngồi yên, ổn định chỗ ngồi nha, xe chạy nha. Rồi, nè, chạy đi anh ơi. Chạy đi. Ở gì thôi nghe nè. Ôi, đồ quá. Trời ơi. Quá rồi. Mấy chân vô ổ gà nha, được ổ gà. Chuẩn bị né ổ gà nè, dặn ổ gà đi. Hê. Trời ơi, cái bà đây. Trời ơi, người lớn tuổi chạy. Ăn cái gì mà hối sinh vậy trời. Rồi, xe hộp luôn. Dạ, vậy nè. Bây giờ là cô đã lỡ ối với người anh tài xế rồi. Mà anh này anh kỹ lắm. Tôi là bị say sóng. Dạ.
Anh để ra bà vậy, bà làm vô tình dơ áo của anh. Ừ, hôi quá. Giờ đâu có biết làm gì rửa mẹ. Rửa nữa không? Mấy ba còn chơi ba mừng luôn. Rửa nữa không? Rồi hỏi đi. À, vậy đi. Chạy rồi. Mày tập trung cái kiểu mà đang chạy xe. Chơi bố hết kỳ kỳ quá hả? Đường vàng quá, đường nó cũng vàng á. Trời ơi. Trời, nó dối hoài vậy chị? Lần này là dơ cái quần luôn rồi ba. Nữa. Thôi đi. Lần này là dơ cái quần rồi. Không, đây bác ơi, bây giờ bác làm ướt xe lát hồi là bác tự đi, bác tự chôn té đó. Thôi ngồi xuống đi. Má ngồi xuống đi. Trời ơi. Kiểu bà có hoài. Chạy. Ồn ào quá, có bốn người mà ồn như cái chợ. Bà khoan xí đi. Nãy giờ sao tôi thấy tôi đứng hoài vậy ta? Vé thì không chịu mua của tôi bán. À, bây giờ là nể nang lắm mới cho là ba người ngồi á. Anh đàn ông anh đứng dậy đi anh, cho tôi ngồi. Con ngồi đây nha chú. Ừ, ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Mà cái tính tôi ngồi là tôi hay ghét chân lắm. Trời ơi. Chị, còn nghiệp vợ em cũng đang có bầu, dị ứng mấy cái mùi lạ lạ. Chị né né cái giò coi giùm. Có bầu hả? Bây giờ này mày có tính tiền thêm người thứ năm chứ vậy? Ờ, quên luôn. Rồi, vô. Chị có thấy cái đầu ở đâu không nè? Chị tính đầu người này đâu? Đầu đâu? Đừng nói con gấu nha bà nội. Con tôi đó có bầu đâu có thấy cái đầu đâu. Bậy rồi. Nè, cái này bà không thấy là gì hả? Nguyên cái mặt người nè, nguyên cái đầu nè. À đó. Ủa, cái này đầu người hả? Ờ, tôi quy định vậy được không? Má ơi, con này nó không bệnh. Lên này nó bệnh rồi, chắc tao phải ra tay rồi. Bây giờ sao? Xe mày có chạy không? Chạy chứ, giờ chạy đi anh. Chạy đi. Rồi. Rồi, xe chạy nha, Cà Mau thẳng tiến nha. Chuẩn bị nha, qua đường đèo nha. Qua chừng nha. Rồi, nghiêng qua trái nè, nghiêng qua trái nè. Qua đèo mà. Dừng xe. Lên luôn anh ơi, Cà Mau. Bị đồ đạc đi, coi chừng có thích khách đó, mày có khách đâu. Lấy dép, không phải chọn dép. Không phải kẹp đánh nó ơi. Xin cậu. Cậu quăng. Thằng này nó mặc đồ đen là chắc là xã hội đen rồi. Mời lên xe thôi. Đây tôi làm rượu cho. Vé xe. Ừ. Không. Gì vậy? Mày ngồi xuống. Không có vé mà có dúng. Không có vé mà có dúng. Anh ngồi xuống nhanh. Không có vé mà có cái dúng. Ngồi xuống luôn. Anh ơi, tôi sáng giờ chưa có thu được đồng nào hết trơn á. Mày là ai? Dạ tôi tài xế. Tài xế hả? Dạ. Mày biết mày nói gì nữa tao bắn bẻ cái mặt mày không? Thôi, không nói nữa. Nó vẫn nói, nó xong bắn đi. Bắn đi. Ông im luôn. Ê, nha. Ông đừng tưởng ông già cũng nói gì nói nha. Ông già mày. Câm mồm. Đứng lên. Anh ơi. Dạ em là ba của đứa nhỏ, em đại diện được không? Chưa chắc mày là ba đó đâu. Con nói chắc chắn rồi đó. Anh. Hiểu không? Bước ra ngoài đây. Bước ra đây. Cầm dơ làm gì? Ê. Tao bắn bẻ đầu mày nha. Ngồi xuống. Tại sao tôi kêu vợ mày ra ngoài đó? Dạ tại sao? Trống chỗ cho tao ngồi. Hay quá hay. Mày là đàn ông đúng không? Dạ. Tại sao mày ngồi đây mà không để mày vợ mày ngồi? Đứng lên. Bước ra ngoài kia. Dạ. Ui, cái cây súng này giống cái remote quá. Ôi dạ, dạ em già cả thịt dai lắm không ăn được đâu. Đứng lên. Bước ra đây. Dạ. Bước ra đây. Già quá rồi. Bước ra đây. Dạ bước. Bà bước nói lại nghe chưa? Dạ, nghe chưa? Dạ, bước dạ, ra đây. Dạ. Đứng bên thằng áo trắng. Dạ. Mẹ qua đây với con nè mẹ. Từ từ. Không, cái con đó là của thằng áo cam. Ôi ơi. Đi theo.
Ủa, qua đây. Xếp hàng ngang. Tôi lùn cho tôi đứng trước để có gì nó bắn tôi chết trước. Bị điên hả? Không, bà đang bị điên hả? Đó. Tại sao ghế quá chừng không ngồi mà ra đây đứng? Mày đi vô đây, đi vô đây ngồi. Mày đi vô đây ngồi. Nè anh, nhanh. Cái gì vậy ta? Anh vui. Ê. Tao thấy cái gì? Hình như thằng này là lạ lạ rồi. Anh ơi. Mày đứng lên luôn. Đó, ngu chưa, ngu chưa? Em được rồi, nói chi gì trời. Mày làm gì mày ngồi hoài vậy? Thế anh, phải ngồi chứ. Ngồi đi. Cái thằng kia bỏ mấy cái ghế bình thường lại như cũ, tao bắn bẻ đầu mày. Dạ, bây giờ gia đình em có đứng cùng đứng, có ngồi cùng ngồi anh à. Chết giờ cùng sao? Chết. Giờ mày muốn sống gì? Sống cùng sống. Cầm tại sao? Tao đi. Dạ dạ. Tại sao gia đình đi đâu vậy này? Tao thích đi đâu được không? Thích đi đâu. Nè, mày ngon mày bắn đi. Tôi mày nói bắn cho... tao là mày bắn cho chết nha. Mày bắn không chết là ba đứa mày chết. Ủa mày đứng lên. Tao bây giờ tao già rồi, tao liều mạng rồi, mày bắn đi. Đứng im đi, đừng nói nữa. Mày bắn đi. Đứng im đi, đừng nói nữa. Ông nói là tôi bắn bà gì? Bắn luôn đi. Ba ơi ba, bắn luôn đi. Ba bình tĩnh ba. Giờ tao cũng nổi máu rồi. Bây giờ phút này tôi mới biết ông không yêu tôi à. Ba cứ im đi, để coi nó bắn đi. Bà bước qua bên kia. Đi, nhanh lên. À, thế nó không bắn ông ơi, nó đổi ý rồi. Nhanh lên, bước qua đây. Đứng im đi. Cởi đồ ra. Mày. Ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Nó dứt thằng này rồi, bắt đầu mới dứt hai đứa này. Cái gì? Tôi không liên quan gì đâu. Bây giờ cũng mày tụi bay không à. Qua đây. Đây. Trời ơi, quá đây. Cấu kết nhau, cấu kết với nhau hả? Cấu kết nhau lừa tụi tao hả? Cấu kết hồi nào? Mày chạy cả buổi không ra khỏi thành phố. Đồ ba cái xe dù. Nói cho mày tụi bay nghe. Tụi bay làm ăn có tâm chút xíu đi. Mỗi năm người ta về quê có một lần. Tụi bay ra làm ăn á, tụi bay cũng phải làm ăn đàng hoàng chứ. Lừa gạt. Lừa gạt. Nãy giờ có lấy được đồng nào đâu trời. Mày lấy ra, mày lấy rồi nè. Mày lấy 800 ngàn. Gì? Tiền còn túi mày nè. Trời ơi, tôi móc mà không đúng, 800 ngàn. Mày nè, mày trả lại tao 800. Bớt nói đi, mày ngu lắm. À, tao nói cho tụi bay biết nha. Hồi nãy giờ tao biết cái súng giả nè. Thành thử ra tao mới nhào vô. Chứ là súng thiệt là súng máy tao dám. Bây giờ quyết định về đi. Sao bà? Đưa xe đây bay. Chị phải xe đâu? Xe đây. Đây. Chị vậy? Cái gì vậy? Sao bà? Lên xe. Ai lên? Không, cho tụi nó ở lại đi. Ê, bậy. Cho lên chi ba? Dạ, cho tụi nó ở lại mình mượn xe về ăn tới. Không, đúng rồi. Ê, bậy ơi. Đây, luôn ơi. Kẻ cướp. Lên xe đâu, lên xe. Tao lái cho. Lái luôn nha ông. Ôi. Tiên hậu du ngoạn vườn thượng nguyễn. Ôi trời ơi, cảnh vật ở đây hôm nay nên thơ quá. Ngọc Hoàng ơi, đẹp quá, thật là đẹp. Nhưng mà chúng ta vẫn đẹp hơn cảnh vật Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, hãy nhìn đi, hãy nhìn giùm nương nương, là hoa này là hoa gì vậy? Hoa đào đó. Trời ơi, cái lá này là lá gì vậy? Trầu bà đó. Ngọc Hoàng, con kia là con gì vậy? Tới hỏi nó đi. Ôi, cảnh vật đẹp quá, nên thơ quá. Mọc Ngọc Hoàng bỏ chạy đi đâu rồi? Buồn quá. Thôi hai người đứng đây, ta tặng cho hai người bài thơ này. Hả? Dạ. Bài dạ. Thơ hay lắm. Xin đa tạ thiên hậu. Trời hôm nay đẹp quá. Kìa, có một con cá đâu? Miệng ngậm một chiếc lá. Ôi, bài thơ hay quá. Hay.
Thiên Hậu. Bye bye Thiên Hậu. Thôi chúng ta hãy cùng nhau thượng nguyện đi nè. Hay quá vui. Đúng rồi. Mùa xuân lại đến rồi. Ta xin nói đôi. Ê ê ê ê. Bà Nga. Ừ. Mắt tôi có bị tèm nhèm không? Không có đâu, tôi cũng thấy nó kỳ kỳ. Thấy ai lấp lấp ló ló không lẽ? Thiên đình mình có ăn trộm? Không phải đâu. Chứ gì? Quay ai vậy đi ra đi. Không biết ta làm phép biến quá thành con ếch bây giờ. Ai vậy? Sao mà tự nhiên còn một núi ra vậy? Xà nẻo xà nẻo. À, ta nhìn ta biết rồi. Mấy ông táo bà táo đúng không? Trời ơi trời, người ta báo cáo từ 23 rồi mà sao trên thiên đình mà mấy ông này còn dứt da dứt dưỡng ở đây? Có lý do đi trễ. Dạ đúng rồi, có lý do đi trễ mà. Báo cáo gì bây giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Giờ sao ai biết? Ngọc Hoàng! Ngọc Hoàng ơi! Hay cho các táo, dối cho các táo! Dạ, dạ khởi bẩm Ngọc Sơn. À dạ, dạ, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Dạ. Trời ơi. Có cái tên mà nó cũng lộn nhập tới ca sĩ Ngọc Sơn nữa sao? Các ngươi là ai? Thần xin tự giới thiệu, thần là Táo Quẩy. Táo Quẩy? Dạ, Táo Quẩy chứ phải giàu Cháu Quẩy nha. Dạ, thần Táo Quẩy là thần coi về các trang mạng xã hội á, chẳng hạn như Facebook. Facebook Instagram. Còn ngươi? Hai ba. Nghe dẻ, nghe dẻ, nghe dẻ mà táo lắc. Nghe dẻ, nghe dẻ mà nghe mà táo lắc. Ôi sao bé không lắc? Ôi sao bé không chạy? Ôi sao bé không lắc? Ôi sao bé không lắc? Hồi đọc. Ôi sao bé không lắc? Bà thôi xuống rồi. Bị điên hả bà Táo? Bà giới thiệu cái gì vậy? Dạ không, tại thần là táo lắc á, cho nên thần phải lắc vậy cho Ngọc Hoàng biết thần là táo lắc. Dạ. Dạ táo lắc là thần còn có nghề nghiệp phụ đó là diễn viên. Dạ. Ủa sao diễn viên mà lắc là sao Ngọc Hoàng? Sao khó hiểu quá vậy Ngọc Hoàng? Để đó. Bà này. Còn ngươi. Dạ. Tôi xin giới thiệu, mình là Táo Dẹo. Tự nhiên lên đây rồi gặp Ngọc Hoàng, người lắc, người. Em là Táo Tình Nhiên. Dẹo là sao? Anh Táo Nhiên. Thì bây giờ không phải trả lời ra trời. Táo Quẩy. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trong năm qua người đã làm gì? Trong năm qua thần giúp cho mọi người tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn, làm cho các bạn trẻ sống ảo nhiều hơn và tự sát cũng nhiều hơn. Thiệt là bi đát quá mà. À dạ, dạ bên cạnh đó thì thần cũng có giúp cho các bạn có thể kiếm thêm thu nhập trên các mạng xã hội, chẳng hạn như là bán kem trộn, bánh tráng trộn và các đồ ăn thực phẩm vân vân và vân vân. Khó luôn hả? Có kem trộn luôn hả? Dạ. Trời ơi. Dạ có cả bán hàng đa cấp trên đó nữa. Cái bà này. Dạ. Bà năm qua bà làm gì mà lên báo cáo Ngọc Hoàng đi. Cái nghề của em là diễn viên. À. Dạ diễn viên. Và nhiều khi bây giờ là gần Tết rồi đó. Và Thiên Hậu cũng biết là gần Tết thì diễn viên thì chạy show hơi nhiều. À. Dạ cho nên nhiều khi em cũng hay bị mọi người đồng nghiệp phàn nàn là tại sao diễn viên mà lại quên tuồng. À. Dạ. Cho nên em lại không chịu cái điều đó bởi vì em không hề quên tuồng. Đó. À. Tại vì nhiều khi là nhiều vở diễn quá em chỉ lộn tuần này với tuần kia thôi chứ em không hề quên tuần. Dạ em đi xa quá vậy. Dạ xa lắm. Dạ thì em là diễn viên mà diễn viên hài đó, nhiều khi diễn nói tao không cười phải lắc tao mới cười. Dạ. Vui quá. Dạ cái này vui quá, vui quá, ra lấy tay chọt lét cho ta vui chút, cho ta vui quá, ta cười không nổi. Trời ơi. Táo Dẹo, Táo Dẹo lẹ lẹ nhanh. Xin thông báo về tình trạng hát nhép. Ở Trần Giang, sự hát cực khổ lắm. 50.000 đêm mà. Hát thật cũng chết luôn. Cực quá hả? Mà thấy người ta hát nhép được 150 nên đi hát nhép theo. Mà hát nhép được 150. Thấy có lỗi lương tâm quá nên xin lên đây thông báo Ngọc Hoàng là cho em được nhận tội. Em hứa kỳ này em hát nhép nữa em chỉ hát clip thôi. Trời ơi. Nghe đồn ca sĩ các người kiếm tiền dễ lắm mà. Dễ hơn mấy thằng đóng kịch. Vậy mà nói hát thiệt 50, hát nhép 150. Các người quả thật là cứng đầu cứng cổ. Tại sao bao nhiêu lần ta nhắc nhở rồi? Làm việc gì á thì phải làm cho chu toàn. Người
vượt hàng ngàn km xa xôi hiểm trở, vượt hàng trăm con đường khó khăn, đau khổ. Ngày hôm nay, táo tình yêu đã xuất hiện, xin ra mắt Ngọc Hoàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, đây là táo tiểu đường. Táo tiểu đường sao kỳ vậy? Thần là táo âm nhạc, xin ra mắt Ngọc Hoàng. Trong năm qua, ngươi đã làm được gì hả táo tình yêu? Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, trong năm vừa qua, thần đã làm được nhiều việc tốt. Có những cặp đôi cãi vã, thần xuất hiện rồi chia tay luôn. Hay quá. Bị sao không hợp thì thôi chứ, níu kéo không hạnh phúc. Xin lỗi Ngọc Hoàng, cho thần xin chào một người gọi là tri kỷ. Ai? Nhã Phương Phương. Đúng rồi. Tiên hậu Ngọc Hoàng nắm bắt tình hình ở dưới thần gian biết hết đó. Ở dưới quen con nhỏ Nhã Phương rồi lên đây nhìn thấy nhỏ này tưởng Nhã Phương, xin lỗi nha Hằng nha. Hằng nha. Ừ. Không nhớ anh sao? Bấm Ngọc Hoàng, nãy giờ kêu là thần táo tình yêu mà con tưởng táo yêu quái không, mặt quỷ quái. Hằng nha. Nha. Nga cái gì mà Nga? Thằng Nga. Cái gì vậy? Táo tình yêu. Nàng có biết là nàng đẹp lắm không? Cũng có nhiều người tên Nga mà mặc kiềm chế lại. Ai? Kiềm chế. Ai? Thúy Nga. Phật. Thúy Nga là một con nhỏ khác không phải ta. Ta không có buồn. Ủa? Đâu, thần đâu dám nói tới Thiên Hậu đâu. Đúng rồi. Thiên Hậu là một người có sắc đẹp tuyệt vời. Tạo hóa sinh ra người là để cai trị sắc đẹp của toàn thế giới. Ta cảm ơn. Dạ, năm mới nên xã giao. Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, chính vì thần là táo tình yêu, luôn lo tình yêu cho các cặp đôi, nên chuyện tình yêu của thần luôn gặp trắc trở. À, vậy sao? Thần và Hằng Nga đây đúng hả? Đã có mối tình 9 năm sâu đậm. Tình chú cháu hả? Hằng Nga. Dạ, Ngọc Hoàng. Táo tình yêu nói gì vậy, có đúng hay không? Dạ, không. Nếu như bây giờ Ngọc Hoàng chỉ vô táo quẩy, Ngọc Hoàng sẽ có những thông tin về táo tình yêu với Nhã Phương. Nói liền, máu. Sai rồi, Hằng Nga. Không ai hiểu nàng bằng ta hết. Không ai hiểu nàng bằng ta hết. Ta yêu nàng thật lòng, nhưng mà nàng vì mê tư bất giới mà bỏ ta. Hả? Không mà rồi. Ông táo tình yêu hãy bỏ qua đi. Dù sao là cũng chỉ là người yêu cũ. Im đi. Đúng rồi. Ta hiểu nàng lắm, có ai hiểu nàng bằng ta. Ta hỏi tất các người này, tại sao? Tại sao trên thiên đình có rất nhiều con không nuôi, mà tại sao Hằng Nga lại đi nuôi con thỏ? Tại vì con thỏ nó đẹp. Sai. Tại vì Hằng Nga thích con thỏ. Sai. Vậy chứ tại sao? Tại vì Hằng Nga trồng nhiều cà rốt, nuôi thỏ cho miệng đời khỏi dị nghị. Cao quá, cao quá. Ông lo chuyện tình yêu của ông đi, ông táo tình yêu mà. Thôi tới ông báo cáo đi ông ơi. Dạ kính thưa Ngọc Hoàng, năm vừa qua ông này là quản lý âm nhạc như thế nào mà viết nhạc tầm bậy tầm bạ không? À, giờ anh đã hiểu rồi, anh yêu ai sẽ yêu 50% gì đó. Nhạc gì kỳ vậy? Cái bài đó ông tác giả luôn hả ông táo âm nhạc? Dạ không phải, đó là người khác viết chứ không phải thần. Thần chỉ thích những cái bài đang nổi tiếng. Ví dụ bài gì ông phải nói chứ. Em đi xa quá, em đi xa anh. Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Các ông cũng sẽ sớm quay về thôi. Dạ sao vậy? Dạ, cho mấy ông ở đây đang nói nhảm hả? Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, có một nguyện vọng xin Ngọc Hoàng cứu xét. Chuyện gì? Thần đang đi tìm một người con gái nữa hả? Tìm hoài vậy? Tìm quá. Ông cái là thần tình yêu mà ông tìm con gái gì? Tình yêu gì mà không có tình yêu gì trơn, người tìm con gái hoài. Tên là Dẹo. Dẹo? Dẹo. Mà tìm bao năm rồi không thấy. Dẹo. Báo cáo này hả? Sao tự nhiên đưa cái này lên chỉ cho biết vậy? Ô, quên ơi. Trời ơi. Dẹo. Cái gì vậy? Sao mạnh tay luôn vậy? Trời ơi, cháu này mê trai. Trời ơi, mới phát hiện ra luôn nè. Bỏ mặt nạ xuống đi. Trời ơi. Phải Dẹo. Dẹo đúng không? Không. Chứ tên gì? Dẹo. Dẹo. Kẹo Dẹo chứ không phải là Dẹo. Về với ta, về với gia đình đi em. Nhây quá. Hãy quay đầu là bờ đi. Không quen chim, không quen chim đó hả? Đi về. Quay. Đi về.
Ngọc Hoàng. Là gì vậy? Các người về còn coi có mặt ta ở đây hay không? Dạ. Yeah. À! Quậy quá mà. Ta nói cho các người biết, trọng trách của từng người ta đã chia ra cho các người làm. Vậy mà cớ sao các người không lo phần hành của mình, lại đi làm bậy làm bạ như vậy? Được, hôm nay ngày xuân ta vui vẻ bắt nhốt hết đi. Trời ơi, đừng tao sợ. Đi vô đây, đi vô nhốt hết. Bắt nhốt hết đã đi báo cáo trễ rồi mà lên báo cáo tàu lao không à. Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, trót mang thân phận bột bèo, thần là người đem đến cho các cặp tình yêu sự hạnh phúc. Im đi, cuối cùng ông cũng đâu có được gì. Dạ. Mua vòng đeo tay chưa? Đeo cho họ chưa? Thần xin cáo lui. Còn ông. Dạ. Ta không muốn nhìn thấy cái cảnh bắt nhau trong nhạc nữa nghe chưa? Dạ. Nếu còn là nữa chém. Dạ. Đa tạ Ngọc Huệ. Còn các ngươi, ai nhập bà vậy hả? Dạ công chúa Hằng Nga nhập. Anh Quân. Nó đang đứng đây nè. À, dạ 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 em dạ. Còn các ngươi. Dạ. Ca sĩ mà hát nhép lên mạng bài người ta sống ảo tưởng, diễn viên thì không thuộc tuồng, ta thiệt sự là thất vọng vì các ngươi. Ngày hôm nay ta quyết định cắt chức hết. Ngọc đại xuân trần gian. Ngọc gì vậy? Trời ơi, trời ơi, Thảo ơi, để em mua hết điện thoại cho. Sao vậy? Thảo này kêu mày được. Giờ trên trời cũng có táo 3D nữa hả trời? Trời, lạ quá à. Ngọc Hoàng bây giờ cắt chức hết thành người thường hết rồi. Đây, 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 rồi đây. Rồi, đó. Cắt chức người thường, đó, đây, 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 đây. Ủa sao không thu bên này? Đừng mà. Rồi đó. Đừng mà. Giờ thành người em thường rồi đó. Muốn hốt cái gì hốt đi. Vậy là chúng ta đường đường chính chính đến với nhau sao? Đúng rồi. Cái gì vậy trời? Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Tao tình yêu không hợp khẩu vị. Trời ơi, đây cũng được. Dạ kính thưa Ngọc Hoàng, chúng thần đã biết tội, xin Ngọc Hoàng tha tội. Quý vị thân mến, chương trình Hội Quán Thứ Lâm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự xuất hiện của các khách mời ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hey, tình hình như thế nào thì không biết, nhưng tôi biết chắc là nhìn cái xe này là tôi móc bọc rồi đó. Chị Tư. Ủa à, sao Nhung phải không? Đúng rồi. Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? Sao không biết, đi ngang qua thấy anh đứng ở ngoài đó, đứng với cái xe rác này nè. Cái ủa, anh bán ve chai hả? À, tôi bán mua gì cũng có hết. Mời cô ngồi, ngồi nước. Anh Tư khỏe không anh Tư? Cũng khỏe cô. Ủa cô mới dưới quê lên hả? Em lên trên Sài Gòn ở lâu rồi. Ủa vậy hả? Em cũng quên. Nhưng mà có một điều là không hiểu tại sao em cứ nhớ anh hoài nên em phải tìm. Sài Gòn này thiếu gì người đẹp. Sao cô không tìm ai đẹp hơn tôi? Cứ lựa cái đẹp vừa vừa vậy hoài. Em cũng không biết tại sao nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa trước khi tôi đi học, cô còn hát cải lương cô tặng tôi mà. Đúng rồi, ở đó em hát cải lương. Em hát Lan và Điệp cho anh, anh hát lại cho em nghe nữa mà. Anh đừng... Giờ còn hát được không?
Tại lâu lắm rồi em không biết là em còn nhớ không nữa. Nhưng mà em hát, nếu em quên thì anh hát cho em được không? Có gì tôi nhắc cô. Tôi nhắc cô hát được. Thấy chưa, anh vẫn dễ thương như ngày nào, làm sao mà em lấy chồng được. Trời ơi, tôi cứ nói vậy hoài. Tôi cứ nói vậy hoài, đâm ra tôi mắc nợ cô á cô. Mình không duyên nợ thì đừng chờ Nhung ơi. Bây giờ anh đứng đó hay là anh ngồi đây em hát? Ra đây hát nè. Để em nhớ lại xong lúc đó mình làm gì ta, rồi mình mới hát Lan và Điệp. À, tôi diễn y chang lại cho cô giống cái lúc mà tôi chuẩn bị đi học vậy á. Sao Nhung, ngày mai á tôi đi học rồi, ở nhà vui vẻ nha. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa, em dò gió mong chờ. Xin đừng quên người yêu bé nhà ta thà. Dạ. Xin anh đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Chốn đô thành. Chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ. Điệp đừng để lòng mình xa ngã bê tha. Dạ đúng rồi. Điệp đừng để lòng ta ngã bê tha. Đây chút tiền mọn. Đây có chút tiền mọn, xin anh dành dư. Từ lâu anh em dành dụm. Dạ. Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm. Trao anh trao làm lộ phí. Cho anh để làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng. Tình xin anh xin phàng. Xin chớ phụ phàng người tình yêu duyên cũ. Tiệt, em nói già rồi, nên em hát cũng không có còn hay nữa. Thế tôi chứ. Dạ anh hát đi à. Tính em, hát mà hát không được. Hát đi anh, em bị theo dõi. Cô đâu có đưa tiền thiệt đâu. Đưa tiền thiệt mới hát được. Cái gì vậy? Cái nghề của tôi vậy á, đưa tiền tôi mới hát không thôi à. Anh tối ngày chọc em hoài. Thật thôi, sự thấy em theo dõi cô em khỏe vậy á, tôi cũng mừng. Đúng rồi, ơi. Trời ơi, anh làm gì vậy? Để nãy giờ tôi kiếm anh quá trời. Nói thấp thấp xuống, nói thấp thấp xuống. Mèn ơi, trời ơi. Đây là cô Sáu Nhung. À, bạn của anh ngày xưa ở quê. Trời ơi mẹ ơi, chị đẹp quá, chị xoay lại vòng em coi coi. Trời ơi sao chị đẹp quá trời quá đất vậy chị. Bỏ đồ lên đi. Bởi người coi nhìn thấy người ta đẹp rồi bà tự coi lại mình. Nhìn bà thấy ghê hả? Mời chị ngồi chơi chị. Ngồi đi. Mời ngồi ngồi chơi đi. Cái tính bà rộn rãng vậy dạ, chứ không phải bà khùng đâu. Bà điên thôi chứ bà không có khùng. Dạ xin giới thiệu chị, em vợ ảnh. Dạ em chào chị Tư. Dạ em chào dạ. Dạ em chào chị. Trời ơi dạ. Tay thơm quá. Xin nói chuyện đàng dạ, hoàng đi. Dạ dạ em chào chị. Cái tính bà vậy á chứ bà bình thường. Dạ. Dạ chị biết không, em là vợ ảnh dạ. Nói chung em cái gì em cũng được hết. Nhanh nhẹn nè, thông minh, lanh lợi. Cái gì em cũng có hết. Mà cái sắc đẹp không có thôi. Chị đừng có nói vậy. Phụ nữ mình á, ai cũng đẹp hết á. Là ăn thua là mình phải biết làm đẹp hay không thôi. À, hồi đó tôi cũng có mua mấy cây son về cho bả rồi. Bả đánh hai bữa hết hà. Môi giống miếng thịt bò, đánh vô hai lần cây son gãy hết. Không có đâu anh Tư, anh hay giỡn với hồi nhỏ tới lớn giờ là tụi tôi ở chung với nhau, tụi tôi biết. Hả cái gì? Ở chung nhau nữa hả? Ủa có ở chung nữa hả? Thì ở chung với nhau, dạ. Ủa dạ, ở chung là ở chung sao? Dạ, ở chung. Ở chung xóm. Dạ, chung xóm với nhau á chị. À, chung xóm hả? Vậy chung xóm không sao. Cứ ngồi chơi đi không sao đâu, bà không có cắn đâu mà sợ. Ủa, sao hôm nay tự nhiên là chỉ lên đây có chuyện gì với gia đình mình mà sao chỉ lên chỉ đẹp quá trời vậy anh? Dạ cũng không có nói dấu gì chị, thì nói chung thì từ nhỏ tới lớn giờ em với lại anh Tư này là bạn thân với nhau, thì nói chung là cũng là mối tình đầu của em. Hả? Dạ. Cái gì nữa? Tới giờ tôi cũng ở như vậy, tôi đợi ảnh đó. Trời ơi. Trời cái gì vậy? Nhung không có gì đâu. Cái gì vậy? Sao mà đây đi. Nói chung là cái chuyện đó là quá khứ rồi. Bây giờ là tôi có vợ với là hai đứa con. Dạ dạ em biết. Rồi mấy đứa con tôi dễ thương lắm. Dạ em đứa đi. Nào cũng học giỏi hết trơn á. Dạ học vợ giỏi. Vợ chồng tôi làm cực khổ vậy, nhưng mà được cái con cái tôi nó chăm học. Là hai đứa nhỏ đâu hả anh chị? Đi học ơi. Đi học tụi rồi. Tụi tôi móc bọc vậy chứ, đứa học bác sĩ, đứa học luật sư luôn đó. Giỏi vậy đó. Hai đứa nó học giỏi lắm. Hai con anh chị hay là ai vậy? Hả?
Thôi được rồi. Dạ chào ba, chào má. Trời ơi, chị thấy không? Chị thấy con em không? Tụi em con móc, móc bao ni lông vậy chứ con tụi em thấy đẹp không? Rần 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 rần, rần luôn vậy đó. Ai em má? Ai ba? À, đây là bạn, cô Sáu Nhung, bạn của ba. Dạ chào cô Súng Dao. À, sao Sáu Nhung? Cô Sáu Nhung ăn mặc đâu có thua gì những đứa mà trẻ chơi trên thành phố đâu anh. Dạ chị nghĩ đi, hy sinh đời cha mẹ cũng có đời con, chứ tụi em mất bọc cả đời rồi. Trời ơi, ta đã mặc như con mai á, nó đời con mình phải đầu tư nó như hết bo hết gơ chứ, đúng không? Nói gì thì nói, tụi nó đi học mà, cũng phải cho nó nở mày nở mặt với bạn bè nó, miễn sao nó ngoan là được. Tụi con tôi ngoan lắm. Dạ con kêu ba má con bận giống vậy đi, ba má nói thôi lớn tuổi rồi mặc kỹ lắm. Đúng rồi. Dạ. Mà con kêu ba má con mặc vậy rồi con có mua đồ cho ba má mặc không? Dạ tại ba má không tiết kiệm. Vậy là cô hỏi tụi con ở trên Sài Gòn tụi con học trường ở đâu? Y dạ tụi con này học y nè, này học luật. Học trường y mà trường nào con học được, trường luật là trường nào con? À dạ con học Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. À đúng rồi. Con học trường luật ở trường nào? Con học trường luật trường luật đó là cái trường đại học luật mà tên lệ, ta gọi là trường đại học luật lệ. Tụi con học giỏi lắm. Mà cái trường học luật đó nó nằm ở đường nào ta? Trường luật đó là nó nằm ngay. Cô hỏi dùng dập sao nó nhớ được. Từ từ. Bây giờ học nhiều quá. Bây giờ luật ra con, nhiều quá, luật giao thông luật gì ra nhiều quá. Con đừng nhớ nữa, để con tập trung việc học đi, để mẹ thương. À sẵn đây về gặp ba má xin tiền đóng tiền học mà má. Cho con xin mỗi đứa thêm 1 triệu. 1 triệu nữa hả con? Dạ. Ủa con. Trời mới ơi. Tuần rồi đó là ba đưa tiền con đóng rồi mà sao bây giờ mỗi đứa 1 triệu nữa dữ vậy? Thôi đưa cho nó đi ông ơi, thì mình móc bọc 3 tháng mới được 1 triệu đưa nó đi. Bữa giờ được không phải thì chứ con đóng cái môn kia, bây giờ con đóng thêm một cái môn nữa là mổ nội tạng. À bây giờ nó học tới cái mổ nội tạng rồi. À, nó mổ nội tạng hả? Lấy tiền đi. Để con cho cô hỏi nè con. Mổ nội tạng là làm sao rồi con? Giống như là con phải học thêm để mai mốt con mổ không có làm chết người á cô, mổ đúng lấy đúng chỗ. Tụi nó siêng năng học lắm. Ủa bữa nay thứ mấy ta? Dạ. Bữa nay hình như thứ 7. Dạ. À cái club MTV nó có mở cửa không con? Trời có chứ, trời ơi, cái đó là mở coi như ngày nào mở vui lắm. Cái đó là con, cái gì? Cái trường hả? Cái trường gì con? Dạ cái club. À cái à, vậy tại vì mỗi lần tụi con đi học cái chạy ngang cái chỗ đó cái tụi con biết, tụi con nhìn lịch tụi con biết. À nó nhìn ngang nó biết. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sáng dạ chứ. Hình như là con nhớ không lầm là hình như là club tối nay thứ 7 hình như nó free rượu đó con. Ờ trời ơi thì nó phi chứ. Ờ tụi bạn con nó hay nói vậy. Dạ, một chai nó bao nhiêu mà nó phi uổng vậy? Ai biết đâu giờ mấy triệu bạn mà giờ toàn rượu phi cái dạ, rượu. Dạ không phải đâu. Anh hai con là một người học sinh rất là gương mẫu cô. Có nghĩa là bạn bè anh hai ăn chơi dữ lắm. À. Nhưng mà kể cho anh hai rượu anh hai nhưng mà anh hai không có đi. Anh hai chỉ biết như vậy không. Để vậy thôi. Bây giờ là con học hết cái khóa luật pháp rồi, giờ con đang tân tiến để đăng ký để học cái khóa luật rừng nè. Không biết sao. Bây giờ tôi hỏi anh chị có tin tôi không? Ủa nhưng mà tin là tin chuyện gì? Tin có nghĩa là con anh chị nó không có học hành gì hết trơn á. Tôi theo dõi từ đầu tới cuối rồi, mấy năm nay rồi. Không, cái chuyện này là tôi hoàn toàn không bao giờ tin. Tôi biết mà, trời ơi nó lo ăn học dữ lắm. Tôi đi hát tôi cũng gặp chứ không phải là không. Nhưng mà tôi thấy hai em rất là nhiều, uống nhậu nhẹt say sưa là nhiều. Cô sao, tôi nói cô nghe bài nè. Bây giờ cô có ghét gia đình tôi hay là thương gia đình tôi chịu. Nhưng đặc biệt cô không được gán ghép con tôi như vậy. Bởi vì con tôi nó siêng năng học hành. Nhiều khi người giống người, bây giờ đứa nào nó ăn bận không giống nhau, cô đừng nói vậy. Ngày nào tôi cũng chăm sóc nó, tôi quan tâm nó. Tôi đi móc bọc gì chứ lúc nào tôi cũng hỏi thăm tụi nó sống làm sao, ăn làm sao, học làm sao. Ngày thăm tử tào lao sắp xuất hiện rồi. Ghê lắm. Làm gì có cái chuyện mà nó đi chơi. Dạ. Thôi anh quá mà tôi phải điên rình đi mò như vậy. Bây giờ anh không tin anh hỏi đi. Đó anh hỏi hai người này đi. Nhân viên vệ sinh công cộng hả? Giữ. Tự nhiên chúng chạy lại. Lỗ mèo tôi lưa vậy. Ai vậy? Wow. Sao không? Đây hai cái người này là hai cái người chứng kiến từ đầu tới cuối hai đứa con của anh. Tôi bỏ tiền ra tôi cho hai người này theo dõi anh đó anh Tư. Là tôi tình cảm của tôi đối với anh Tư như cỡ nào.
Tôi chỉ cần anh nghe tôi, cho tôi một cơ hội, tôi giúp đỡ, tôi âm thầm để cho tôi có một cái niềm vui thôi anh Tư à. Không có đâu, bao nhiêu cái gì vậy, cái gì vậy? Khi muốn nói vậy làm cho gia đình mình không có được. Để ý cái gì vậy? Vậy ý chị làm sao? Để ý. Vô đây là chị nói chị thương yêu chồng tôi rồi đó, chị giả bộ chị nói con tôi ư rồi đấy, chị đến chồng. Cô sao? Cô nói cái gì á? Tôi cảm ơn cô cái đó. Nhưng cô nói về con tôi á là tôi không có đồng ý. Bởi vì tôi biết nó siêng năng học hành. Bây giờ bằng chứng đâu? Tôi biết cái tánh của anh. Nếu tôi tới đây mà nói không có bằng chứng thì anh không tin. Thì đây, đây là bằng chứng đây. Đây là bằng chứng đây. Không, cô không có đem hai người, người đeo kính, người khùng khùng, điên điên, lăn lộn rồi cô kêu bằng chứng. Điên bằng chứng, bằng chứng gì kì? Đưa hình đi, đưa hình đi. Ông này tên bằng, ông kia tên chứng, kêu bằng chứng hả? Im. Đây. Thấy chưa? Đó anh coi đi. Anh, dạ. Hai đứa này tới trường học là chỗ nào ông nhìn kỹ đi. Có trường học nào mà đèn chói sáng vậy không? Nó vô vũ trường nó nhảy nhót, nó uống rượu, nó cặp kè, rồi nó hút thuốc, rồi xong nó dắt đi khách sạn, rồi nó đập đá nữa, nó đủ thứ hết á. Đập đá chưa? Trời ơi, lại đây. Ủa sao cái đèn mờ mờ, sao cái người cũng giống vô của nó vậy ông? Đây, mở ra cho con thấy cái mặt đó. Ba, không có đâu, cái này người ta làm photoshop bây giờ hiện đại lắm, người ta chỉnh hình được. Người ta cắt cái mặt con bỏ vô được. Tôi không rảnh đâu mà bỏ tiền ra làm photoshop. Nè, nè, đây, đây, chú nhìn đi. Nè, có đứa nào lên trường học, có đứa nào học bác sĩ mà cái quần nó rách vậy không? Có nào học luật mà mặc đồ như giang hồ vậy không? Nè, có thể là gia đình tan nát hết rồi. Tan nát hết rồi. Đi đâu vô đây, cái gì nói bậy bạ vậy? Đó con, một đứa con đi học mà con ăn nói chuyện với chú của con như vậy, con đá đít, con đá đồ như vậy. Ba, rồi thật ra thì cô nói cũng đúng. Tại con vô trường thì hai đứa con nghe tụi bạn nó dạy nghe cái câu thơ chí lý quá. Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ mà. Cũng mần liền. Chơi còn học mất cả tương lai. Có câu sao nữa hả? Tại mày không biết thôi, câu sao bây giờ mày mất rồi. Ai biết, mới nghe đọc câu đầu cắm đầu chạy đi chơi rồi. Trời ơi, nói chuyện đời. Ba, vậy là ba hai con tại nghe tụi bạn nói suối thôi à chứ. Tại sao? Dạ. Tụi mày không thương ba má mày à? Dạ thương chứ ba má. Con xin lỗi ba má. Ba má. Ba lo lắng cho tụi con, quên cả ngày ăn ngày uống của mình. Tới giờ tụi bay lại trả ơn cho ba má bằng cách là ăn chơi lêu lỏng như vậy. Thôi ba. Thôi được rồi. Ba má đẻ con ra, ngày đêm sáng tối ba má đi móc bọc nuôi tụi con. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Thấy mặc cái đồ của con này lúc nó 10 tuổi tới giờ nè. Cũng may là có cô Sáu bay. Bà thương tao, bà mới theo dõi tụi bay được. Chứ nếu không á tụi bay còn gạt cha mẹ tới mức nào nữa hả? Ba. Má ơi. Ba má, con xin lỗi ba má. Chứ thật ra là má. Thật ra là. Thôi ông ơi, con nó cũng con dại cái mang, nó còn nhỏ nó không biết gì hết trơn. Thôi chú cũng đừng buồn chú ơi. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Cô Nhung là cô tốt, cô bắt con là phải đi coi tụi nó sao. Lỡ hư cái nào là mày kéo tụi nó về mà con kéo đâu có nổi. Giờ nhắm hai đứa là bà kia nuôi không được, để bà nuôi luôn đi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi vô đây là tự nhiên chứ hả? Mới giúp được gì gia đình người ta rồi cái kêu, cái tự nhiên cái kêu chồng tôi đi về ở cô sống chung là sao? Xin lỗi, xin lỗi. Phải chứ. Ý là nói là cô này cổ tốt với gia đình quá. Bà nhìn lại bà đi, bà giống như cá sấu vậy bà ơi, bà hiểu không? Trời, tôi không biết là tôi cá sấu nhưng mà người ta nói là không có phụ nữ xấu, hiểu không? Đúng rồi. Chỉ có không có thịt cá sấu cho phụ nữ ăn là bà đó. Tôi thích ở con cá sấu được không? Tao tức là tại sao có người tốt như vậy mà gia đình đối xử tàn nhẫn vậy? Tôi cảm ơn cô Sáu đã lo lắng giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi cũng không biết nói gì. Còn yêu nhau thì về với nhau. Cái gì nữa vậy? Từ xưa tới giờ tôi yêu anh có. Cho tới giờ phút này tôi 50 tuổi rồi, tôi cũng chưa có chồng nữa. Nhưng mà tôi nói với anh chị tôi không còn ở đây nữa, tôi về Mỹ tôi ở. Chứ thôi tôi không phải ở đây mà để dành chồng của chị đâu nha. Dành làm gì, non nước gì nữa mà dành. Bà ăn hết rồi còn ăn giọng gì nữa, bà nhả cái bả không bắt người ta hốt hả? Được rồi. Không còn nha. Bị bả không lớn hết rồi.
Cô Nhung á là cô phải về Mỹ, cô lo gia đình, rồi có công việc bên bển, khi nào ổn định thì cô rước ổng qua. Còn cái gì nữa vậy? Trời, cái gì vậy? Sao má mà nát gia đình đâu mà vậy? Vô mà ai chứ? Cái quan trọng nó vô đây là để nó phá nát mà. Mình phải vững chí lên chứ. Đúng rồi, mình phải vững chí, mình giữ những gia đình mình lại chứ. Chị bớt giữ lại, chị bớt lại rồi chị mặc đồ đàng hoàng lại, rồi chị đánh son rồi lên chút chút cũng được. Bà cũng muốn làm nhưng mà bà sợ bà làm quá, bà thành á hậu cho nên bà thôi. Rồi hai đứa em con cũng có làm rồi, học hành mà làm hoài nó không có ra. Bà đẹp rồi, bà không có sửa gì nữa trơn, chặt cái đầu người khác gắn vô đầu bà. Trời ơi, đừng biết ông nội. Đàn ông bởi tôi nói phải dững lòng mà. Tôi nói chuyện hiền tới đi làm gì. Thôi được rồi, bây giờ đó tụi con vì thương ba má tụi bay ráng cố gắng học hành. Dạ con biết rồi. Lỗi đây cũng là lỗi của ba má. Dạ. Cứ đưa tiền cho tụi con đi học mà không quan tâm tới con mình nhiều đó. Từ nay trở đi á, ba sẽ quan tâm tụi con nhiều hơn. Cho tụi nó nghỉ học về mốc mốc da chai đi. Thôi mà bác sĩ nào mà đi học ở quần sát ráng vậy. Con đi vô thay đi con. À, biết lỗi rồi mà. Tôi cũng ở đây buôn bán. Nếu có dịp gặp lại. Còn yêu nhau thì về với nhau. Được cái gì đó vậy? Yêu hoài vậy? Cái ghét cái quỷ này ghê vậy. Chân nó ngắn. Cái vô trọt hoài à. Dùm cái tôi. Thôi bỏ đi. Hôm mấy giờ tôi cho anh 100.000 đô anh xài. Cái gì vậy? Bậy, đừng. Mắc mấy gì cho 100.000 đô. Cho 100.000 đô là cũng đưa tiền cho mấy đứa này đi hút chích nữa. Cho em. Trời ơi. Ông lạnh quá. Cảm ơn cô. Cô lo cho gia đình tôi như vậy á là tôi mừng lắm rồi. Để cho tôi biết tụi nó như thế nào để tôi sửa sai. Dạ. Cô cứ qua lợi lo công chuyện rồi rảnh ghé thăm vợ chồng tôi. Tôi hy vọng lần sau cô tới với cái sự chung sức của con cái tôi, gia đình tôi tốt hơn. Dạ chứ bây giờ là thôi. Ơi khổ quá rồi. Nếu mà anh nói vậy thì tôi quá mừng. Dạ. Cảm dạ. ơn cô. Không có gì. Dạ cảm ơn chị. Cô đi. Dạ cảm ơn chị Sáu Nhung. Chị nhớ gửi 100.000 đô liền tay trong ngày hôm nay nha. Thảm tiền quá à. Mời chị các bạn. Mời chị chúc chị có một buổi sáng ngon miệng. Mời em, anh bắt buộc em vậy. Bước vô. Tiểu Thư. Vô nhà đi Tiểu Thư. Buông ra. Tiểu Thư. Buông ra. Tiểu Thư mau vô nhà đi. Từ từ. Ra. Cười cái gì? Gì? Quan xá không chịu coi, bỏ nhà để theo trai như vậy đó. Ê, bậy nha. Em là kỵ nhất cái chữ mê trai nha. Em không có mê trai, cái quán này của em đúng. Ủa em thuê quản lý mà. Ủa mày quản lý làm chi rồi mày để người ta vô người ta chửi hả mày? Tiểu Thư không nhớ gì hết luôn hả? Đây là sao? Cha của Tiểu Thư nè. Đó là cha của con nè. Ủa? Cha hả? Trời ơi cha ơi. Trời ơi xưa cha đẹp lắm mà. Cha của con không phải như vậy. Cha của con mặt không có xệ. Má cha mất con săn lắm rồi. Cha con rất là săn chứ má của cha con không có sợ. Tiểu Thư của tôi bị bắn loạn rồi. Tiểu Thư không nhớ gì hết sao? Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Rớt cái nó. Tiểu Thư sẽ gợi nhớ lại những cái ký ức của Tiểu Thư. Tiểu Thư có nhớ đôi dép của Thư thường hay mang ở nhà không? Lấy đôi dép cho Tiểu Thư, lấy lên. Khoan hả? Hai người này sao vậy ta? Tiểu Thư. Ăn vô. Trời ơi, đôi dép này của cháu tôi mà. Tiểu Thư không nhớ gì hết sao? Đâu phải của tôi đâu. Mang vô đi, mang vô đi mới nhớ. Mang vô đi con. Ở đó nghe nè, cái trò này cũng vui vui. Mang vô. Mang rồi đi, vậy từ từ nhớ lại thôi mà. Đi. Hai chục dòng. Xa tôi ra nha. Xa tôi ra nha. Ê, lần gần tôi ăn đôi dép rồi ráng chịu á. Hồi xưa mày đứng ở đây. Dạ. Mày ra đây. Gì Tiểu Thư? Mày kêu tao là Tiểu Thư đúng không? Dạ. Nè. Ngày xưa là mang đôi dép này đi giống vậy phải không? Dạ đúng rồi. Mày cũng xạo. Ok ạ. Tiểu Thư. Tiểu Thư chưa nhớ gì hết. Con ta là chuyên môn đánh thiệt. Cuộc đời của tao rồi chưa giờ tao mang đôi dép mà đôi kiểu này thấy không? Hình như nhớ con máng là có mang đôi dép này thì phải đó. Mà không phải đi kiểu mày mà đi kiểu này nè. À đúng rồi. Tiểu Thư nhớ lại rồi. Tiểu Thư nhớ lại rồi đó. Hay quá. Mà hồi xưa Tiểu Thư còn có chơi trò này nữa. Còn nữa con. Đôi dép này như là. Đây. Để đôi dép mang vô chứ.
Tiểu Thư à, Tiểu Thư nhớ trò chơi hồi xưa Tiểu Thư không? À vậy gì vậy? Cái gì? Mà chú, nói nghe nè. Cái này mày buộc phải té đó. Mày thử thách tao chứ gì? Tiểu Thư hãy từ từ. Tao nói cho mày biết cuộc đời này hiếm mà ai thử thách tao được gì. Xích lại chút xíu. Mày sao tao lại chút xíu nha. Chứ là gần bị giả nữa, cậy lắm. Bây giờ mày muốn nhảy nhiều cái? À, tùy theo con, khoảng 100 cái đi. Mà nếu con nhảy được thì phải thưởng cho tôi cái gì? Được rồi. Nói nghe nha, tôi đói bụng lắm rồi đó. Được rồi, thưởng cho con đồ ăn, con muốn ăn cái gì có đó. Ở cung đình thọ quán thiếu lập này đầy đủ hết. Bắt đầu. Dương cái áo. Dương cái áo này nó khó chịu quá. Cái áo của Tiểu Thư lên. Trời ơi, khổ quá. Áo này tở ngại. Không hơi là tôi có mặc cái quần ở trong á trời. Thằng này quyến qua đây đây coi. Trời. Dép rồi phải nói trước. Bắt đầu, 1, 2, 3, nhảy. Ôi, nó chung vậy đủ rồi. Đúng là Tiểu Thư rồi, ông chủ ơi. Thôi, chưa đâu, chưa đâu. Cái gì vậy? Ờ, Tiểu... Con ơi. Đúng là Tiểu Thư rồi. Nghe nè. Thả xuống. Gì chứ cũ. Người ta đang sang chảnh gì đâu. Nó dép lên cái Tiểu Thư. Đúng là Tiểu Thư rồi. Không? Ông chủ nhớ Tiểu Thư nhiều lắm. Ta nhớ còn lắm. Con có biết không, từ hồi con đi bây giờ, trong nhà này không có một cái vũ công nào mà múa cái điệu múa của con mà cho ta hài lòng hết trơn á. Bây giờ con hãy múa lại cái vũ điệu cho cha coi được không? Đúng rồi, hồi đó Tiểu Thư hay có màn múa dây đó. Múa dây? Múa dây mà ông chủ thích lắm. Đây có dây sẵn nè. Đây có dây nè con. Con lại con múa đi. Tiểu Thư em nhớ lại đi, hồi ức lại hồi xưa đi. Nghe là chú uống nước được không? Rồi. Đi nước Tiểu Thư. Tiểu Thư à, Tiểu Thư bây giờ mệt lắm. Cứ đi vô, người nói là cha, người kêu tôi là Tiểu Thư. Thiệt sự tôi chẳng biết cái gì. Được rồi. Ủa tôi đi chơi, có một tháng tôi đi du lịch thôi mà tự nhiên uống nước được. Uống đi, nước này uống được. Ổn. Lại lo Tiểu Thư hết rồi. Đây, bây giờ con là con múa cái gì? Cái điệu múa dây cho cha coi đi. Làm tôi hoang mang quá ta. Không có hoang mang gì đâu. Không có hoang mang cái mặt của ông á. Sao? Kỳ quá à, cha gì kỳ quá à. Trời ơi, Tiểu Thư bị bấn loạn rồi. Con nhớ gì sao? Ở đây con. Qua đây. Tôi cho mất tiêu bán nhà hay sao hai người này vô đây à? Tiểu Thư đứng. Làm náo loạn vậy? Đứng đây. Thử thách nữa hả? Đứng trên đây múa dây, vừa múa vừa hát luôn. Cái bài hồi xưa Tiểu Thư hay hát đó. Ok, bên đu dây. Đó là đợi xuống. Con đu dây nè, con nhau rồi. Con nhảy quá, gia đình sum họp rồi. Ồ nước đi. Gia đình. Chồng ơi chồng. Sao? Chồng ơi nghe nói là con gái mình về rồi. Đây nè. Con. Sao nó nhìn mình kỳ vậy ta? Ủa mụ nào diêm vúa vậy? Mẹ con. Là mẹ con. Con không nhớ là mẹ hả? Không nhìn ra sao? Bất loạn rồi, chết rồi. Con chủ của ta bị điên rồi. Nhớ bà chủ không? Con không nhớ mẹ hả? Vậy mẹ nói sao cho con nhớ mẹ là mẹ đi. Đây nè, hồi xưa con có một cái trò chơi rất là biến thái. Để mẹ nhắc cho con nhớ. Ông chủ còn nhớ không? Đây nè, thầy nhớ rồi. Đó là con lè lưỡi liếm lỗ tai đó. Trời ơi, không được ông chủ. Cha lè lưỡi liếm lỗ tai cho lè được không? À, gì tao lộn, đúng rồi. Lè lưỡi liếm con mắt. Trời ơi, lè được không? Cái gì vậy? Tao quên rồi. Con để mẹ con nói thử coi. Con có một cái trò chơi rất là biến thái. Đó là con giơ cái cùi chỏ con lên rồi con lè lưỡi ra con liếm cái cùi chỏ con nó. Bây giờ con làm đi. Sai hết rồi. Con làm đúng đi rồi, con. Đúng rồi. Trời ơi. Sai hết rồi. Sao sai con? Cái trò ngày xưa mà con thích thú nhất á. Là sao? Là con đè chó con cắn. Trời ơi. Cái trò đó con mê dữ lắm bởi vì mấy con chó mà nó thấy con ngoài đường nó bỏ chạy xa luôn á. Trời ơi. Mà liếm cùi chỏ. Trời ơi, nó
rồi. Được anh nói rồi. Trời ơi, thấy thương quá trời luôn. Con ơi, con ăn đi, chảy hết con ăn rất là nhiều. Con ăn rồi. Hết luôn. Chắc vậy rồi. Hồi nhỏ con ăn ít lắm á, tại vì con sâu mập. Không. Cha là không nhớ chân trời. Cha nhớ mà, con ăn. Cha nhớ sai, cha mới là ăn nhiều đó. Không, cha không ăn đâu. Đây nè, đây nè. Nói, đây nè, để mẹ nói con nghe. Hồi nhỏ con ăn rất nhiều nhưng mà bây giờ con đi xa, con đi lâu ngày rồi chắc là đói bụng rồi. Thôi ăn đi con, nói đâu con. Cả nhà mình ăn luôn cũng được. Thôi ăn đi. Cả nhà mình ăn đi. Con bước ra đường là con đến đâu con cũng có ăn cho mày ăn đi. Ăn đi. Ăn đi con ơi. Thôi ăn đi. Ăn đi con, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn nước luôn con, ăn nước, ăn nước đâu. Nữa. Ta không nhân. Ăn nước vô. Ăn không? Trời, uống nước vô. Uống nước vô. Rồi ăn nữa đi con. Ăn uống nước. Gì vậy? Thôi thôi thôi. Thôi con khác đi, con này con không ăn nữa. Con ăn hoài à? Con là con phải ăn hết cái dĩa này mới được. Không. Ok. Ba. Con mới là con gái của ba nè. Tuy là con mới đi xa, con về con thay đổi rất là nhiều. Dạ, xin lỗi nha anh nói tiếng. Con tát một tát là cái bông qua nó rụng vô hết nha giờ cái con kia. Nè. Nha. Yeah. Hồi nãy tôi vô đây tự nhiên ông này nhận tôi làm con chứ tôi không có nhận ông làm cha. Còn đây nhận tôi làm mẹ thì còn có nghĩa là bà đẹp. Cậu này thấy gớm không thể nào làm cha tôi được. Ủa vậy thì sao nãy giờ ăn uống nói chuyện rồi làm đủ thứ trong nhà của tôi hết? Cái đó là tại ổng không quét mà. Ông chủ à, bây giờ sao người lạ thì bác phải sao? Bác phải đuổi hay là con gái? Dạ sao hả? Người lạ thì phải đẩy ăn bánh bao. Dạ bao, bao 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 không phải là giả mạo, tôi có giả mạo đâu. Ông này ông kêu tôi là cha. Thì bữa nay ông nhận tôi là cha. Còn cô á, cô vô cô nói cô là con ổng thì cô ăn đấy. Ông này khách quý, ở đây khách quý là đại bánh bao. Ăn bánh bao. Tôi nói gì nữa, giả mạo là ăn hết. Nè, ăn thì tôi nói tôi ăn nha. Ăn. Cho lắm. Ăn cha. Cha nè. Tôi là Dương Dương, ông tới bất tử vậy. Ai nói vậy? Ông là ai? Thì ra bao nhiêu năm nay người chưa quên được hận thù đó. Hận thù gì? Từ lúc người lấy cô ấy làm vợ, sao ta đau khổ, ta buồn bã, ta đi lấy vợ khác, ta sanh được một đứa con như vậy. Hai cha con ta đẹp đều. Bây giờ ông lại nhận nó là con của ông sao? Ông còn nhớ ngày xưa tôi với ông là bạn thân. Tôi còn nhớ lúc đó hai anh em mình có nhiều trò chơi vui lắm. Cha đúng rồi. Cha ông trả thù gì? Con ơi, trả thù giùm con. Kỷ niệm ngày xưa đây. Đúng kỷ đây. Niệm ngày xưa đây. Cùng cái dây này, ngày xưa ông đã bày cho tôi đu đó, nhớ không? Ông còn nhớ không? Ông đu lại đi, đu lại cho tôi coi đi. Ông có lộn người không? Làm sao lộn được? Nó một rồi đó. Nó một rồi đó. Đu lên đi, né ra chỗ khác đi. Có gì một mình nó lãnh thôi. Né ra bên kia. Được không vậy? Được hay không đó là chuyện của ông. Nhà ông treo đâu phải nhà tôi. Đó ông đu, hình như tôi có đung đưa nữa. Đu lên đi. Ôi ơi, đu đi, đu mạnh lên nè. Hây. Mẹ ta chơi, đôi ta chơi. Sao tự nhiên nghe thấy quay cái mặt vô, bước chân vô đây. Ngoài trời mưa gió bão bùng không? Thấy nó ngoài đó rồi xét nó đánh rồi đổ thừa tại cái quán tôi. Em ơi, ai vậy? Chủ quán, chủ
Trời ơi, chủ quán gì mà nhìn mặt giống âm trì địa phủ vậy trời. À, chủ tôi á, vô ngồi đi, lấy ghế vô ngồi. À, lấy đi. Trời ơi. Cái thằng kia. Dạ. Tao mướn mày vô đây làm gì mày? Dạ, rửa chén. Mày rửa chén thì mày xuống sao mày rửa chén nè, ai mượn mày lấy ghế. Trời. Đúng rồi. Ê, tội nghiệp quá à, mày tội nghiệp người ta rồi, ai tội nghiệp mấy cái chén của tao. Trời ơi, thôi con ngồi vô chỗ cũ, tội nghiệp con quá à. Ai muốn ngồi thì tự động lấy ghế mà ngồi. Ngồi đi. Trời ơi, quán hiếu khách quá à. Chủ quán mà giống như bà nội người ta vậy đó. Ngồi xuống đi. Đây đang kiếm ghế. Ghế. Dạ. Và đây con gái nè. Ủa ra phải tự rinh hả? Tự lấy. Dạ. Đi. Ở đây không ai phục vụ cho đâu. Chị chủ quán. Sao? Chị cười giùm em cái được không? Ôi mặt chị đẹp quá mà chị không cười. Mặt dạ. Chị cười chắc đẹp lắm luôn á. Dạ chị cười đi. Nói vui. Trời đừng có ghẹo bả mà cọc lên bả cắn đó. Đi qua đây quá. Trời ơi. Dạ. Giờ sao? Ăn trước hay uống trước? Ăn trước đi. Uống chứ anh. Ăn đi. Uống. Người ta đòi uống kìa. Thấy đồ uống. Mày đứng lại đó. Dạ. Tao mướn mày vô đây làm cái gì? Dạ rửa chén. Vậy tại sao mày không xuống rửa chén mà mày đi lấy nước? Dạ thôi vậy con ngồi chỗ cũ. Trời ơi khổ quá vậy trời. Thấy vô tụi... lấy ly sinh tố uống đi. Em đòi uống kìa, em vô lấy sinh tố uống đi. Ủa gì kỳ vậy? Khách hàng là thượng đế mà sao tự nhiên bắt mình lấy vậy? Ai mượn? Đó, cảm ơn em. Rửa chén thôi hả? Con ngồi lại chỗ cũ. Lấy đi. Vô lấy đi, đừng làm bả giận. Thôi để chị, em vô lấy chị, để vô lấy ngồi đây. Không, để anh vô lấy, biết sao không? Nhìn mặt căng quá kìa, thấy không? Căng à? Lại lên. Đâu, để chỗ nào? Đó. Coi như tự đuôi hả? Hả? Đứng đây là đã thấy rồi, đó nè, đó, thấy rồi nè. Rồi đem ra đi. Ủa này sinh tố hả chị? Chứ cái gì? Em tưởng bù tạc. Uống đi rồi biết nó bù tạc. Ủa, em đâu có nhu cầu sinh tố này đâu. Sao hồi nãy mới rồi? Có honor, cái thức uống dạ. Nhưng mà phải có cái menu chứ. Đúng rồi. Uống đi rồi đưa menu ra cho. Trời cái ơi, hồi nãy sinh tố, trời ơi, trời. Nói 8 lần rồi tôi cắn à. Uống đi. Uống đi em thôi, bà cắn. Bà chủ tôi bà giận, bà dí bà cắn đó. Thôi, anh không có uống được. Em uống nước cam mà. Anh, uống sạch. Trời ơi, chị ơi. Người ta kêu uống kìa. Uống đi. Ủa sao cái mùi này giống mùi ớt quá vậy? Mùi ớt sao uống được? Em thích hả? Tặng em nguyên cái mặt luôn rất đó. Là thích. Ha. Cái mặt này rất là nè. Trời, thích quá. Đó. Thích đi. Kiểu uống nhanh lên. Muốn cắn không? Em uống đi. Uống đi. Có muốn cắn không? Em hát cho chị nghe nha. Trời ơi, nó muốn hát kìa. Trời vừa ơi. Hát vừa uống đi. Em hát nha. Đôi ta như bước trên đỉnh cầu. Đường đời vô nghĩa lắm thương đau. Bao năm ân ái chưa được màu. Trùy tàn cây đắng với thương đau uống hết đi. Người ta hát hết bài rồi đó bà nội. Anh hát hay quá, thưởng cho anh một ngụm. Đúng rồi đó. Cái gì vậy? Anh uống luôn cho biết với người ta. Uống đi, ngon, uống giúp em đi. Ngon không? Ngon quá chị. Uống như vậy không có thấy được không? Uống như vậy, uống ấp vô vậy mới thấy được. Ăn gian lắm, cho không hỏi à. Cái này ở nội hả? Ở nội dạ, đó, dạ, giống ông nội tao quá vậy. Ta chủ quán tao không yêu cầu tao chứ ở nợ làm gì. Niềm nợ lắm, niềm nợ lắm. Ôi da. Người ta nói á, ớt chuông mà xay sinh tố ra uống là rất tốt cho sức khỏe. À. Đó, đúng không? Khoa học chứng minh đàng hoàng. Cái này nó là ớt chuông mà, nghe mùi cũng biết mà. Nguyễn tôi đâu có cho uống tầm bậy tầm bạ đâu. Trời ơi. Hôm nay là để ăn để uống, bây giờ uống xong rồi qua đây. Tôi có mé nụ cho ăn. Anh nói thiệt. Có mé nụ hả? Có mé nụ hả? Ăn dẹp cho. Đưa cho em cái mé nụ đi. Nói chung là bây giờ quán tôi cái gì cũng có hết. Đồ Đông, Tây, Tàu, đồ gì cũng có.
Bây giờ muốn ăn cái gì cũng được. Ở đợ. Dạ. Quán còn gì? Dạ còn nhiều món lắm. Đem ra đây. Chị cười đẹp dễ sợ luôn. Tôi biết. Ngài chị có gương phải không? Dạ. Đập hết rồi. Ủa sao vậy? Sợ coi soi gương xỉu. Trời dạ. Đẹp quá xỉu. À. Quá trời món luôn này. Dán chiên giòn nè, dế chiên giòn nè, nói chung là châu chấu chiên giòn nè, côn trùng chiên giòn nè, quá trời món luôn. Thôi tính tiền cho em đi. Không có được, vô đây phải ăn. Tiền ăn đi mới tính tiền, rồi không ăn lấy gì tính tiền. Đó, người ta kêu ăn kìa. Bây giờ ăn không? Cho em hỏi cái món này món gì vậy? Dế chiên giòn. Dế đâu mà dế, trời ơi. Trời ơi, sao mà cái món ăn gì mà món nó kinh dị quá vậy? Món của đa quán sáng của quán mà. Bây giờ ăn không? Dạ ăn. À, bây giờ đâu có ăn đơn giản. Trời mừng quá. Dạ, dạ không ăn đơn giản. Dạ cảm ơn. Ăn là phải có bài, có bản, có lớp, có lan đàng hoàng. Dạ. Bây giờ ăn là cái đứa này phải cầm cái muỗng, ngậm cái muỗng vô, múc cái con dế đó lên rồi đút cho cái đứa kia. Là sao? Là coi như là con dế này bỏ vô trong miệng. Đâu có đơn giản vậy. Nè. Đó. Đó, ngậm vô. Nè, không được xài tay. Khoan khoan, nhả ra. Rồi, ngậm vô. Rồi, lấy. Ờ, nhỏ thôi. Nói nhiều quá. Vậy chủ quán thì khó quá. Rút vô. Rồi. Rồi, diễn thời trang nè. Đứng lại diễn nè. Quay vòng nè. Qua bên đây nè. Hay quá vậy. Xuống đây nè. Quậy tao đứt lèo nè. Quậy đứt lèo luôn kìa. Qua đây nè. Quá gì? Lắc nè. Trời ơi lắc quá vậy. Rồi cho lắc đi. Đó. Ngon, ngon. Cảm giác sao nè? Ngon. Quang hồn. Này có muốn ăn không? Muốn ăn. Rồi làm lại nè. Xin cho tôi đi về được không? Trước khi cho tô mang lại cho quá này nó ăn cái. Rồi, cho mình làm lại. Đây không, không hay hệt vậy chứ. Đúng rồi. Xúc xúc vậy chứ. Nè, ngồi lại cho con ngồi xuống đây thưởng thức nè. Trời ơi, nãy em cho anh một con nha. Hồi nãy em cho anh ăn chỉ có một con thôi nha. Ra đây nè. Đi lùi nè. Quá vậy nè. Qua đây nè. Đi hai vòng nè. Đi lùi nè. Hay quá vậy nè. Vẫn còn dế trên muỗng. Cái đít lắc lắc nè. Cầm hai cái trứng gà thảy chơi nè. Thảy nè. Thảy nè. Cao lên nè. Thấy vậy bà làm đi bà. Ờ, tôi làm được, tôi đâu kêu ông làm. Hãy nè, hãy nè, hay là hãy nè. Đổi tay nè, tay à. Rồi, xong rồi nè. Rồi, qua đây cho con kia nó ăn đi nè. Bây giờ té. Quá nè. Ăn nè. Ăn nè. Quá. Vừa lòng bà chưa? Vừa chứ. Chủ quán vậy mà hành ta tới sợ luôn vậy đó. Hay quá, quán này vui quá. Quán này vui quá. Giờ này muốn làm gì nữa nè. Ngon chưa? Quá ngon, món này tôi thích mà. Thôi trả tiền đi. Rồi tính tiền. Có tiền nữa hả? Tính có tiền. Chứ, ăn trả tiền đi. Ủa đâu có. Đâu có, rõ ràng là gửi một cái thư. Gửi một cái thư tới để cho hai đứa tụi tôi tới đăng là miễn phí. Thư đâu? Ủa cái thư đâu? Em để nhà rồi. Đó, anh hỏi em quá, bắt tiền em. Nè. Bây giờ không biết, vô đây, ăn, trả tiền. Thì bây giờ bao nhiêu, có món này bao nhiêu? Hai cái ghế, ghế 20 là 40 nè. À. Gì, hai cái ghế hả? Hai cái ghế, ghế. Ủa, hai ghế đâu có mua ghế đâu, ăn thôi mà. Ờ, à, đúng rồi. Nãy giờ ngồi dưới đất ăn. Thì đúng rồi, vô quán thì có ghế cho người ta ngồi chứ. Ghế tính tiền, hai cái ghế, một cái ghế 20 là 40 nè. Đúng, thế, rõ ràng, rõ ràng. Giá quá nhẹ nhàng như con bà. Đúng rồi. Ôi, thiệt tình nó chơi mà giống như là quán mà quán một quán cơm tù hay sao đó. Bao nhiêu tổng cộng? Tổng cộng là 1,7 triệu. Cái gì? 1,7 triệu. Cái này là hai ghế 40 nè, dĩa ghế 50 nè,
với lại nãy giờ nhảy nhảy tiền nhạc tiền nhiếc vào làng Kiều Bảy. Giết tôi đi. Ao. Giết tôi đi. Đâu Kiều giết đâu. Anh có nhiều đâu mà nghĩ sao mà tới Kiều Bảy là sao? Giết tôi đi. Trời ơi. Trời ơi. Giết đi. Đâu phải đó. Giết anh đi. Nhảy dế thôi à. Hai cái chỗ ngồi thôi à. Đúng mặt, rồi. Mạng Kiều Bảy. Giết đi. Giết đi. Trời ơi. Nè, biết cái tóc của anh nào chứ. Còn có 4.000 à. Giết đi. Cái cuối cùng bà chủ à. Bực bội à. Lại bà chủ tôi nói cái gì kìa. Vụ gì vậy? Vụ gì? Nè tôi có chiếc xì ke nè. Nghe cột vậy là chết hả? Chị làm gì? Trời ơi! Bố! Trời ơi! Mới về vợ tôi. Trời ơi, vô đây ăn uống nữa tay ngập mặt. Cái gì? Đây là ai? Ông trả tiền. Trời ơi. Vợ của tôi. Đây là vợ của ông. Vợ của tôi. Trời ơi. Từ từ bình tĩnh lên bà chủ. Ê, nói nghe nè. Bà chủ bình tĩnh. Trời ơi là trời. Đi mua thuốc cho con này nó sổ lãi đi. Cái gì? Đúng sao rồi mà đó. Nói nhau hay quá vậy? Dạ đúng rồi đó bà. Tụi bay vô ăn gì mà tụi bay nó làm rần rần vậy? Tụi con vô ăn nè, con đi chơi cái gì đó mà cái dễ dế, dế gì đó, côn trùng thôi. Cái gì nướng nướng đó, rồi cái một ly nướng. Ở nhà mình thiếu gì côn trùng. Côn trùng tao bỏ mối cho như cái nhà này mà. Đó. Nhưng mà tự nhiên sao tự nhiên vô quấn con tôi? Nói về vợ tôi, nha. Nó làm gì đó. Cái gì vậy? Thấy vợ ông chưa? Sao? Như tôi đây xí quách không mà nó còn sáp vô. Tôi diễn lại thôi. Không, trong ánh mắt của bà không phải là diễn, bà mê tôi. Wow. Bà làm quá vậy? Quá đáng à. Bạn hàng bao nhiêu năm trời rồi. Có mấy con dế không, dế cũng nhà tôi bỏ cho ai. Nó qua bữa nay á, là nó coi, nó thử tôi coi. Ở đây á, chế biến dế coi có ngon hay không. Đứng đây chờ tao chút. Dạ. Mệt ghê vậy hả? Chờ tao. Giới thiệu món mới. Nhộng. Con nhộng. Tôi nói anh nghe nhà mới lấy tơ xong. Có nhộng ăn thử đi. Ngon lắm. Nè. Ăn đi. Chắc cái mặt nhăn như Hà Bá vậy. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Nè, ăn chứ đi. Nè, bà giấu ở đâu vậy? Hồi nãy hành con tôi sao giờ tôi hành y vậy? Trời. Nè, coi tôi gấp cho vợ ông ăn nè. Anh Tư. Ăn đi cưng nha, không sao đâu. Nãy giờ em bị tổn thương quá nhiều rồi, em mời. Tổn thương đó là do tự em làm. Em tự dạch ra chứ ai có làm gì em đâu. Ăn đi. Ăn đi. Mắc mơ gì tôi ăn. Ăn đi. Ngon không? Nhộng, nhộng này chưa có luộc á. Nhộng sống. Ăn ngon mà. Ngon không? Nhộng đó mà ăn với trứng sống ngon lắm. À. Hút không? Nếu ông hút thì phải xin lỗi con tôi. Chứ nếu không... Trời ơi, nó hèn dễ sợ. Chưa có con vợ nào mà hèn như con này. Bà thật là mất mặt quá đi. Dạ, dạ, dạ. Đúng không? Ông nói bả làm ông mất mặt đúng không? Đúng rồi. À, ông hút đi. Ông hút. Hay là chắc ở dưới đồng bằng lên đây à, vài người trên mua này. Vào. Vào đây, vào đây. Đi qua. Tôi thấy thầy là tôi thấy ưng cái bụng rồi. Hey, hey, rồi đây. Rồi. À. Ông chú, hát một bài tặng cho thầy Giao. Hôm nay muốn ăn gì? Xin cứ nó ra đi. Hồi qua Tiêu Lâm xin mời. Chào mừng quý khách tới đây. Thầy hát hay quá trời luôn. Thầy Lâm hay lắm. Quý thầy Lâm. Thầy hả? Thầy Giao ở trên đồng bằng lên miền núi dài cho tôi học biết được cây chữ. Tôi thấy là tôi thích rồi, tôi ưng cái buôn lắm. Nè thôi, cái buôn tôi là hiếu khách lắm. Dạ. Ở đây là mời ăn liền. Dạ. Nè, vô lấy
Môn là đây mà. Tới nghe quan Tiêu Lâm tôi là mừng lắm. Hôm nay đại môn gì? Môn gì đây? Cơm làng. Cơm làng. Không, môn đặc sản ở ngay quan Tiêu Lâm này, môn cu. Cái món gì mà ghê vậy? Môn cu. Nè, hứa là phải có cái món đó nha. Không có nha, là không ăn nha. Nghĩ gì vậy? Nghĩ gì? Món cu. À, món hôm qua là món cu đó. Món cu đó ăn lại, món cu. Món đặc sản. Qua. À, cu. Đợi chút, đợi chút. Lấy đây, lấy đây, lấy đây, lấy đây. Quy thầy giao quá. Ngày vườn qua. Lẹ lẹ đi, Đạt ơi. Đặc sản. Lẹ lẹ đi. Đặc sản của quán tôi. Ngon quá. Đây. Nói cho thầy nghe, nói cho thầy nghe đây là món gì. Đây nè. Thầy giao, đây người ta ở làng này người ta gọi món này là món gà chàng hàng. Gà chàng hàng. Gà chàng hàng. Ở trên này nó gọi thôi, ở dưới miền đồng bằng nó gọi là gà tắm nắng. Thôi không tắm đâu, con đây đây nắng nhiều. Đặc sản ở quán này là gà, này là gà chàng hàng. Gà chàng hàng. Chàng hàng. Đi hai hàng. Không phải. Chàng hàng. Ăn một miếng gà. Chàng cái hàng gà. Mời thầy giáo ăn. Thầy giáo ra đây. Ra đây. Ra đây, ra đây. Thầy giáo, quý lắm. Theo một miếng gà. Nghe đi, gà thương quá. Ăn miếng gì trước vậy? Thích ăn cái nào? Đây, cái này nè. Đây cái phâu câu à, ngon à. Cho con ăn phải không? Ăn ăn đây. Rồi, ăn một miếng. Ăn thôi mà anh. Chan lên chút xíu. À, một miếng thôi. Cứ ăn tiếp tục đi. Từ từ. Còn nhiều mà. Cầm miếng ăn đi. Còn nguyên con gà, ăn hết nhiêu gà. Chan cho xa cái hang luôn. Ăn nó càng lè thì càng chết. Quy lắm mới đài đặc sản. Quy lên đâu hết. Trên này không ai ăn đâu. Thầy giáo vui quá. Vui quá, vui thầy. Trẻ tôi ưng, tôi ưng cái bụng. Đâu đâu được chàng hàng vui quá. Thầy cũng có thức tất, cũng có hàng lắm. Mà để mà ăn chàng hàng nó còn gì nữa đâu. Được, xuống tôi biết. Cái bạn này là chơi hết ga hết xô. Cô dơi hàng nè. Cô dơi hàng. Hai miên. Rồi. Ăn đi, ăn đi. Đừng nghe nó không được dùng dịch á, không có dùng nhiệt ha, không có dùng nhiệt. Ừ. Ok nào bị tẹt không? Không bao giờ tẹt. Ăn đi nghe. Bây giờ có cách nào mà nó thu gọn cái hai chân lại không? Không có thể nào á. Bây giờ là vô cái bàn cái làng này là phải theo cái luật lệ của cái bàn cái làng này. Ừ. Kéo bên kia đi. Dẻo lắm, thầy là dẻo lắm, tôi biết thầy mà. Thầy là múa giỏi lắm đó nào. Không có. Có, thầy múa giỏi lắm, ăn đi, ăn đi. Qua, thầy biến rồi đi. Thôi đừng có kéo quá, nó thích, nó tét thiệt. Rồi kéo đi. Ăn cho hết, cầm cái này là ăn cho hết. Ăn hết đi, rồi bắt đầu hết đó. Ăn gà đi cho nó. Rồi luôn. Rồi kéo đi, rồi xong, rồi hay quá. Chàng hàng rồi. Hay quá, chàng hàng rồi. Đỡ, đỡ, đỡ thầy giáo lên. Trời ơi, thầy giỏi quá. Quý thầy quá. Giỏi lắm, giỏi lắm. Thôi, thầy ơi, lên chơi một vài ngày đi, đừng có về sớm. Dạ thôi. Để cái gì? Tụi tôi sẽ chỉ thầy nhiều cái phong tục ở trên biên này. Đó, có ai gọi kìa. Dạ, ngon. Bà chủ, bà chủ. Bà chủ làm cái gì vậy? À, thằng Giang nó chạy xô rồi. Thằng Giang hả? Mày tào lao quá. Giang ơi. Giang ơi, em vô. Thằng Giang chạy xô rồi. Rồi thằng Giang. À, kêu thằng Giang à. Giang ơi. Trời ơi. Có hung tin, hung tin. Hung tin gì? Là có một người giả danh thầy giáo để mà đi lừa gạt dân làng của mình. Cái gì? Ai vậy? Một người thầy giáo mà người ta tả thằng này nó nhỏ xíu như con chuột vậy đó. Sao thi dung dung. Giang ơi. Nó chạy Giang xô nữa hả? Rồi. Thằng này Đôn, Đôn thằng này, Nguyên á. Thằng này khác, thằng này Đôn. Thằng này thằng Đôn. Em tin Đôn. Em không phải tin Đôn nhưng mà thằng Giang. Cái tướng lùng lùng giống giống như mà thằng Đôn. Mày có cho Đôn. Trời ơi. Trời. Chị đi đâu vậy chị? Em tìm chị bấy lâu nay. Chị em nhớ chị lắm luôn á. Từ xưa giờ
chị em mình thất lạc á, má em kêu em phải lên Buôn Làng tìm chị nè. Bây giờ em gặp được chị em mừng ghê lắm á. Chị về với em nha chị. Tao không có thằng em nào mà xấu như mày vậy trời. Vậy là sao? Đó là thằng, cái thằng mà người ta cảnh cáo á là lừa đảo. Đúng rồi, lừa đảo đó. Nào xuống đây. Cái gì? Phải không? Không. Đúng như vậy không? Con nói với nhà con có lừa đảo, con nói rồi là con bị mất người chị này nè. Con lên đây con tìm chị của con. Con đâu có lừa đảo gì đâu. Còn vàng với anh này kêu con là thầy không mà. Ờ được rồi, được rồi. Mình muốn chứng minh là thầy là người tốt. Thầy là thầy giáo thiệt, là thầy phải thông minh. Bây giờ đố thầy, nếu thầy trả lời được tôi sẽ chấp nhận thầy là thầy. Còn không, tôi sẽ bắt thầy đi tế thân. Thấy chưa? Trời, thôi vàng ơi, thần nó ưa con đâu. Tế nó còn thần không ưa mà tao ưa. Ở đây. Ông này không phải là vàng. Ông này không phải là vàng, này là Hachita. Hachita. Hơ ta. Là cái gì? Là cái gì? Hơi tài. Hơi chí tài. Mày tao dân tộc là phải có hơ vô. Đâu chứ hơ vô. Hơ tài, hơ tài đi. Hơ tài. Nghe cho kỹ. Ba đừng. Tập trung đồng não đây nghe, nha. Hả? Đồng não đó. Đồng não hả? Đồng cái não. Nè. Mày không nghe được cái tiếng này. Nè, là vậy nè. Cái não ở trong đây nè. Cộng nè. Đó. Đó. Động vậy á hả? Ôi bữa nay ai quên tôi hết vậy trời. Động não. Con biết rồi, con biết rồi, động não con biết rồi. Nói chuyện mình mệt quá rồi. Biết rồi. Nghe cho kỹ. Nha. Trên một chiếc tàu có 50 con câu. Con gì? Con cô. Con cô. Thì con trăng trăng nó hiền hiền đi con cừu quá. Con cừu. Được rồi. Có 50 con cừu. À, con cừu. Chai một cái tràm, ngừng lại. Có 10 con trù khác đưa lên. Chai một tràm nữa, có 5 con trù đi xuống. Chai một tràm nữa, 10 con trù đi lên. Tao đố mày, cái thằng thuyền trưởng nó tên gì? Thuyền trưởng tên... Tên gì? Cái tên gì nè? 1, 2, 3. Hả? Cô cái con khì mày. Tàu lao. Tàu bay tầm ba. Bây giờ tàu lao mày tàu lao. Thằng thuyền trưởng đó. Mày coi cái gì? Tật lắc. Thằng thuyền trưởng nó kệ mẹ nó đi. Vậy thằng này là thằng lừa đảo. Vậy lừa đảo đi. Rồi đánh lừa đi. Lấy con nhà, lấy con rửa đi. Lấy con rửa đi. Lấy cái đi. Nội mày sao đi ra đường không mặc quần? Mày mặc quần để mày che cái gì hả? À, vậy cho tao mặc cái gì mày có thấy gì không? Chứ mày làm khó anh ơi. Mày quần dài cũng dày, quần ngắn cũng dày, tao bằng cái quần cục đó cũng dày. Anh có nó kỳ quá. Có cái gì đâu mà kỳ, mày trắng bằng tao không? À, khỏi sức kem cũng trắng nè. Tắm bùn không à trắng nè. Ở đây hả? Tắm sình á. Ừ. Ông vừa đây làm cái gì? Qua à, đây có chuyện à. Bắt thằng này là thằng này lừa đảo. Nó đâu? Thằng này lừa đảo. Không phải đâu, ông con có lừa đảo. Con đâu phải thầy giáo đâu con lừa. Nó nói mày lừa đảo rồi nào. Nó nói mày lừa đảo. Mày lừa con nào vậy? Con đâu có lừa con nào đâu. Rồi nó không có lừa con nào. Tại sao mày nói nó lừa đảo? Vũ lừa không? Đảo. Lừa đảo. Ngu. Ngu. Ngu, ở đây trên núi đâu phải dưới biển đâu mà đi lừa đảo. Trời ơi. Ông hai. Ở trên núi á thì mình phải biết trên núi thôi. Trên núi mày biết dưới biển làm gì mà nói nó đi lừa đảo. Mày ngu quá. Thằng này đang lừa. Mày lừa biết, biết. Lừa gạt. Cái gì? Lừa gạt. Thằng này nó đã lừa gì? Ba này thôi. Mày nói. Mày bước tới đây. Mày nói nó lừa gì? Lừa gạt. Hả? Lừa gạt. Nó lừa gì? Lừa gạt. Lừa gạt. Dạ. Ba nấu cha mày. Thịt nai đâu? Hả? Chỉ có con nai mới có gạt. Trời ơi. Con bò nó gọi là cái sừng, con nai gọi là cái gạt. Giờ thịt nai đâu? Không có nai sao kêu nó lừa gạt? Tao kêu mà nó lừa bịp rồi không nói. Hôm nay nó lừa bịp, hôm nay nó lừa bịp. Con bịp, ông hỏi con bịp đâu con bây giờ? Con này con gì? Con gà. Con gà mà sao mày kêu con bịp? Trời ơi. Nó đi. Đi. Đi lừa người ta là đi
nói xạo với người ta để nó lấy. Nói xạo cái gì? Nói cho ta biết là ta phân xử. Nó không phải thầy giáo, mở vô đây nó nói là thầy giáo. Tại sao mày biết nó không phải thầy giáo? Thầy giáo nào đi ra đường cũng mang bảng thầy giáo hả? Nó không có trả lời được câu hỏi ở đây là nó không phải thầy giáo. Tụi bây hỏi cái gì mà nó không trả lời được? Hỏi gì? Đố nó chứ có tàu nó mới đâm cho con câu. Rồi sao nữa? Rồi đi một chặng là 10 con lên. Rồi chặng nữa 5 con xuống. Rồi chặng nữa 10 con lên. Rồi đó thằng thuyền trưởng tên gì nó không biết. Ồ đúng rồi, mày không biết là bậy rồi. Bậy bà đó. Đúng rồi, nói vậy là kiến thức nó không rõ. Sai. Vậy bây giờ tao hỏi mày được, mày trả lời được không? Đố đi. Bây giờ ở trên núi có một con bìm bìm. Rồi con bìm bìm đó bị bắn chết ngâm rượu. Rồi xong rồi thêm một con bìm bìm nữa bay tới kiếm con bìm bìm kìa. Kiếm con bìm bìm kìa. Rồi không thấy con bìm bìm kia, con bìm bìm này nó tự giận nó chết. Người ta lụm, người ta về, người ta ngâm rượu. Rồi tiếp theo nữa một bầy bìm bìm tới kiếm hai con bìm bìm kia. Tao hỏi mày mấy con bìm bìm đó nó ở cái rừng nào? Trời ơi mày điên à. Tô tàu lao, tao lao nào đây? Tàu lao. Tao bài, tao bàn. Đây là người thầy mà ta dẫn về đây để hướng dẫn cho trẻ em trong buôn làng. Ăn rồi đó tụi bay cứ chặt rừng chặt rẫy. Bây giờ thời buổi nó tân tiến rồi. Trồng cà phê, trồng tiêu, trồng điều cũng sống được. Đâu có nhất thiết phải đi phá rừng, phá rẫy để bắn thú, bắn chim. Ngày xưa... Cái gì? Ngày xưa thằng này là cái thằng giết thú nhiều nhất. Giết thú gì? Giết thú gì? Tôi giết thú gì? Cá... Đi bắn chim. Đi nhà nhau vô. Tôi giết con gì mà ông nói tôi giết? Bắn thú. Hả? Nói ra là muốn chảy nước mắt. Cái gì? Tao hỏi mày, khi nó có dòng họ gì với mày, có thù hằn với dòng họ mày không? Ngày nay nào mày cũng vô rừng mà mày bắn khỉ. Tôi bắn khỉ hồi nào? Ông nói tôi không vô hiểu rừng. Đây là con gì? Chồng tôi đi vô rừng bắn khỉ hồi nào? Mày là lúc nào cũng ủng hộ chồng mày bắn khỉ nè. Biết bao nhiêu con khỉ chết vì gia đình mày. Bây giờ nó cứ bắn thú rừng, chặt phá cây rừng, rồi là hủy hại môi trường. Bây giờ ta đưa thầy giáo lên đây để cho thầy giáo dạy cho học trò, dạy cho con trẻ buôn làng biết. Từ nay trở đi không có chặt cây phá rừng, không có bắn thú nguy hiểm nữa, để mình bảo vệ cái môi trường của mình. Lên đây còn nói thầy lường gạt. Tao sáng một tay cho lường gạt. Tao tinh linh mà ở trên tao cứ nghe Giang ơi hoài. Con này tao lao xí đu thôi đi về thầy. Bà là mất mặt tôi quá trời quá đất rồi. Bây giờ thì quan mình sao? Hết giờ phục vụ. Rồi hết giờ phục vụ. Quý vị khán giả thân mến, hôm nay chúng ta đã chứng kiến 4 vị khách mời của chúng ta bị gia đình chủ quán này đưa ra những tình huống hết sức là oái oăm. Nhưng mà bây giờ, ở phần thứ tư này sẽ là cơ hội để những vị thực khách của chúng ta đảo ngược lại thế cờ, quay ngược lại vào cái quán ăn này để mà đưa ra thử thách cho những thành viên trong gia đình của chủ quán. Ồ, bây giờ thì tôi thấy rằng 4 vị khách mời của chúng ta đang xì xầm to nhỏ ngoài kia. Hình như họ đang có một cái âm mưu gì đó ghê gớm lắm để dành cho gia đình này. Chúng ta cùng chờ xem họ sẽ thực hiện điều đó như thế nào ở phần thử thách ngược. Ôi, thật là tiêu quá nè. Rất là dễ thương, cảm giác rất là vui. Miễn trả lời. Chỉ đang tìm cách giết hại người ta cho nên chỉ biết điều đó. Chú Lâm mà. Hai bạn nhé. Yeah. Bà cho vui đó ba. Ăn gì? Đến cái nói ra đi. Mời quán tiêu lắm xin mời nè. Chào mừng quý khách đến đây.
Em đẹp lắm Lê Cú ơi. Lê Cú ơi, Lê Cú ơi. Trái tim tôi mới tan rồi. Lê Cú ơi, Lê Cú vui không, vui không? Ui, khỏe ha. Sao, 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 sao? Đây chơi. Ta trở lại cái gì đây? Chị ơi, con này có đua này đua. Ai vậy? Con này đi đua con ngon. Con này đi đua con ngon. Chị, chị. Hả? Chị nói thôi, chị đừng cười. Cười nè. Cái lăng tao như vậy bình thường cũng cười rồi. Mà cái bông sinh cái lăng tao đã cười chứ tao không có cười. Cái này là không có cười. À, cái này là môi nó đậy không hết răng. À. Cái ba này ba đu dây xong ba bi vậy luôn. Lúc nào con một lần là đi vô một cây quán ăn xong rồi cho ăn ngon mấy cái bánh bao rồi lên trên đó là da đen môi thâm mà răng hô luôn. Mà trời yeah. Tôi đang là tìm một cây gì đó để tôi ăn để tôi no cái bụng để mà tôi đúng rồi bùng à. Cái quán này có cái gì ăn yeah. Quán này có cái gì ăn con cua không có cái gì để ăn thịt đâu mà không có hiểu chị ơi. Cái quán này có cái gì ăn không? À có món cu. Ừ con gì? Món cu con gì? Ủa con gà thì nó con gà là món cu đó. Món cu bây giờ món cái gì? Con gì bình tĩnh. Ôi trời ơi muốn ăn ăn cái gì? Ăn răng nè. Đưa răng cho tôi ăn à. Bây giờ anh muốn ăn răng em không? Thôi bỏ đi. Ăn đi. Bây giờ cho ăn đi. Cả nhà ngồi ăn. Ngồi ăn em. Vui quá ăn đi. Ui da, mời. Mời quý khách. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Thịt gà. Cái này là thịt gà hả? Yeah. Nói là một cái nữa, cái này là cái gì? Thịt gà. Quán này là quán gì? Hồ Quán Tiêu Lâm. Quán Tiêu Lâm à? Đây là thịt gà không? Yeah. Ây da. Bây giờ mày ăn thì không biết có phải thịt gà không hả bà nội nè. Cái quán này tôi là chủ, tôi đi xuống tôi đi xuống là cả là cái miền là ở dưới đó miền xôi đúng rồi xôi. Tôi có công việc một tháng tôi để cho anh quản lý. Anh quản lý cái kiểu gì, cái kiểu nào mà bây giờ cái trời nó chua lè hèn chi quán không có một người khách là sao? Mà cái quy định của quán tôi là sao? Nếu như không có một người khách nào vô cái quán phạt như thế nào? Cái hình phạt là gì? Hình phạt là cái gì? Ra là sao? Ăn dạ bị xuống là mày ở ăn. Rồi ăn còn không ăn cái răng này à? Trời ơi ăn gà là ăn răng thay là cái này cho tôi ăn gà chăng hả? Ăn đi. Dạ ăn vô. Mày cũng ăn với mày cái thằng quỷ. Dạ không mày phụ ông quản lý mà quản lý như vậy hả? Dạ. Quán rồi vắng que. Còn cái này để ai ăn đi? Không ngon không? Ngon. Ai nấu? Ê, chị ơi. Cô nấu chị không? Ngon lắm. Phải chị không? Cái quán này em chỉ làm bình bông nải chuối rồi. Không phải tặng ăn luôn. Ăn không. Lẻ cho tôi. Ăn cho nó vui. Không. Trời ơi. Không. Không. Ai nói là cái quán. Cái này em ăn gì? Tình lắm anh. Không, đừng cho nó ăn cạnh. Đây này, cái chân này, thấy không? Biết cái chân làm gì không? Thấy. Em cào mặt anh cho. Không, đừng cào mặt anh nha. Lưỡi đằng nha. Đấy. Anh cứ chọn lưỡi xem. Hết giờ phục vụ. Đây là sự thử thách được của ba người khách buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tối đã vô thử thách gia đình chúng tôi là hội quán Tiêu Lâm. Nhưng mà nói cho thật ra là cảm ơn cũng rất ba người rất nhiều. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn ba người này đã quá đương tay chúng tôi. Em muốn thử thách nhiều nữa mà em thấy sáng giờ anh làm việc mệt quá rồi. Mệt lắm. Mà anh đồng nghiệp mấy người chứ còn mấy cái món trong kia nó ác đàn lắm anh. Ôi ghê lắm, anh nhìn cái hàm răng em của anh làm thấy ghê lắm. Mặt em sao nó kỳ, không có nhìn ra là em luôn á thiệt. À, thưa quý vị, nãy giờ quý vị đã theo dõi là ba bữa ăn. Bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn chiều tối. Thì bây giờ Chí Tài xin đại diện cho Quán Tiêu Lâm hỏi ý kiến quý vị. Quý vị thấy bốn người khách mời này, người nào là xuất sắc nhất? Người thứ nhất đó là buổi sáng, danh hài Cát Phượng. Người thứ hai Đôn Nguyễn. Và hai người
Hải Yến và Minh Dũng. Nói chung là tiếng hò hét và tiếng vỗ tay ngang ngang nhau. Do đó thì hội quán Thứ Lâm cũng có một cái nhã ý, có một món quà muốn gửi tặng cho bốn người. Vẽ lên nào. Hôm nay các bạn ơi, hôm nay muốn ăn gì, đừng lo buồn đói, cười thôi cũng no rồi. Đây hai người Minh Dũng và Hải Yến hài chung ha. Bây giờ chương trình thử thách ở đây tạm chấm dứt.